vứt bỏ chàng rể ngốc, Sở Trần. Tập 18. Nội tâm Tường Tẩu kích động, mấy năm nay cô hầu hạ Tống Nhan và Sở Trần, cuộc sống hàng ngày của họ đều do Tường Tẩu phụ trách. Tường Tẩu đã hơn một lần cảm thấy về Tống Nhan tiếc hận, một cô gái tốt như vậy, lại phải cho một kẻ ngốc, trói buộc cả đời. Cô nào mơ cũng không nghĩ tới tam cô gia đần độn này có một ngày thông suốt. Trong khoảng thời gian này, vị tam cô gia này, một tay gây ra sóng gió cho toàn Thiền Thành, phía sau Tường Tẩu cũng thầm vui mừng, mấy năm nay chăm sóc, cô vốn đã coi Tống Nhan như con gái của mình. Hôm nay, Thiên Nam đệ nhất thế gia Ninh Thiếu gia lần thứ hai tới bái phỏng Tống gia, còn trực tiếp muốn gặp vị tam cô gia này. Tường Tẩu lấy đó làm vinh, Sở Trần sửng sốt một chút, hắn vốn đang nghĩ, tới bữa cơm xê chậm rãi nổi chuyện với Ninh Tử Châu, nhưng không ngờ Ninh Tử Châu còn sốt sắng hơn hắn tưởng. Để anh ta lên đây đi không cần suy nghĩ nhiều, Sở Trần ngồi ở trên sofa, đun nước pha trà. Ngay sau đó, có tiếng bước chân vội vàng, Ninh Tử Châu bước nhanh lên lầu. Sở thúc, Ninh Tử Châu cất tiếng gọi, ngồi đối diện với Sở Trần, thần sắc có chút căng thẳng. Ninh Tử Châu cảm thấy có chút áy náy. Ngày hôm qua, hắn hoàn toàn có thể giải thích rõ ràng thân phận của Thù Lôi Đài cho Sở Trần, mũ nhưng bởi vì trong lòng luôn có những điều bán khoản cố kỵ, cu o cùng hắn đành chịu thua. Bây giờ Sở Trần đớ nhìn qua tư liệu, Ninh Tử Châu không biết Sở Trần sẽ nghĩ như thế nào, sau khi ngồi xuống, Ninh Tử Châu do dự mấy lần, nhưng cuối cùng vẫn không biết nói thế nào, chỉ có thể nhìn Sở Trần đang pha trà, khi Sở Trần rót chén trà đầu tiên cho Ninh Tử Châu mới mở miệng cảm ơn Sở thúc. Sở Trần cũng rót cho mình một ly, bưng lên nhẹ phẩm một hơi, tán thưởng, mặc dù không tính là trà ngon nhất đẳng, nhưng mùi vị cũng không tệ. Sau khi Sở Trần đặt tách chạp xuống, nhìn Ninh Tử Châu, trận đấu tại Vĩnh Dạ, có cần hẹn trước không? Nghe vậy, Ninh Tử Châu thân thể bỗng run lên, chén trà nóng hổi trong tay nước trà đều tràn ra ngoài, bỏng đến tay Ninh Tử Châu. Ninh Tử Châu có chút luống cuống tay chân, đem chén trà buông xuống, thật xin lỗi, Sở thúc, là ta thất thố. Ninh Tử Châu liên tục xin lỗi. Xem ra, Thủ Lôi Đài này đối với cậu thật sự rất quan trọng. Sở Trần đầy ẩn ý nói. Ninh Tử Châu suy nghĩ một hồi, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, Sở thúc, hãy nghe cháu nói trước, sau đó quyết định có thách đấu với Ninh Tử Mặc hay không. Đây là lần đầu tiên Ninh Tử Châu chủ động đề cập đến danh tự của Thủ Lôi Đài trước mặt Sở Trần. Chẽn mặt Sở Trần thoáng hiện lên một nụ cười, được rồi, cậu nói đi. Mặc dù đã đoán được đây là chuyện nội bộ của Ninh gia, nhưng Sở Trần thực sự cũng muốn hiểu rõ ràng về chuyện này, thay vì chiến đấu một cách mơ hồ như vậy. Ninh Tử Châu hít sâu một hơi. Trong mắt hiện lên một tia cảm xúc phức tạp, Ninh Tử Mặc, là anh trai của cháu. Mười mấy phút sau, Sở Trần dần dần tỉnh táo lại, đầu đuôi của toàn bộ sự kiện, Ninh Tử Châu đều đớ nói rõ cho hắn biết. Ninh Tử Mặc, trưởng tù của đương kim gia chủ Ninh gia. Từ nhỏ đến lớn, trên người Ninh Tử Mặc đã quấn lấy vô số đạo quang hoán lóa mắt, anh ta đọc kỳ vọng rất lớn từ gia tộc, vào 20 tuổi anh ta đã trưởng quản rất nhiều sản nghiệp của gia tộc, là kỳ tài kinh thương hiếm có. Đồng thời anh ta cũng có thiên phú về cống phu quyền cước, văn võ song toàn, kinh diễm toàn bộ Thiên Nam. Vào lúc anh ta 23 tuổi, anh ta leo lên đỉnh Thiên Nam thập đại thiếu gia, trở thành người đứng đầu Thiên Nam thập đại thiếu gia. Ninh Tử Mặc còn có vị hôn thê xuất thân từ hào môn thế gia của kinh thành, có thể nói, nhân sinh của hắn, lóa mắt viên mãn, không có một tia thiếu hụt. Khi đó Ninh Tử Châu, người cũng bộc lộ tài năng kinh doanh xuất chúng, cùng một loạt con cháu của Ninh gia. Tất cả đều bị một mình Ninh Tử Mặc đè xuống. Không ai nghĩ tới, một thanh niên tiền đồ vô hạn như vậy, lại gặp sao chổi chiếu bóng. Trong vòng một đêm, anh ta biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Chỉ có một số người trong Ninh gia biết chuyện này, thời điểm Ninh Tử Mặc đi vào Vĩnh Dạ, anh ta đã gặp một cô gái tại đây. Đồng thời vừa gặp đã cảm mến, mà lại, cô gái kia vốn đang chiến đấu trong đấu trường của Vĩnh Dạ mà lại còn ký giấy sinh tử chiến. Ngay khi sinh mệnh của cô gái đang hấp hối, Ninh Tử Mặc đớ phá vỡ các quy tắc của Vĩnh Dạ, ra tay giải cứu cô gái. Vĩnh Dạ vô cùng tức giận, những cao tầng của Ninh gia rất nhanh chóng can thiệp, sau nhiều lần trắc trở, mới đem sự tình đè xuống, đôi bên đét thành hờ giải. Nhưng mà, ngay khi gia Ninh gia yêu cầu Ninh Tử Mặc rời xa cô gái này, Ninh Tử Mặc đã từ chối, đồng thời có thái độ vô cùng kiên định, đời này nếu không phải cô ấy thì sẽ không cưới ai. Ninh Tử Mặc nằm mơ cũng không nghĩ tới, ngay khi anh ta lựa chọn liều lĩnh, cô gái đã biến mất. Anh ta tìm kiếm như điên, nhưng cô gái vẫn bặt vô âm tín.
Ninh Tử Mặc cuối cùng trầm luân trong Vĩnh Dạ, ngày nào cũng chiến đấu không ngừng trên đấu trò âm Vĩnh Dạ. Anh ta luôn tin rằng cô gái kia nhất định sẽ quay lại nơi mà bọn họ đã gặp nhau. Đương nhiên, Ninh Nghĩa không thể trơ mắt đứng nhìn thiên kiêu chi tử được đặt nhiều hy vọng này đánh mất mình như vậy, nhưng sau khi thử mọi cách, Ninh Tử Mặc vẫn không hề lay động. Cuối cùng, gia chủ Ninh gia đã trên thực tế, mặc dù Ninh gia gia chủ sinh khi, thế nhưng vẫn để cho Ninh Tử Mặc lưu lại đường lui. Sở Trần nói, chỉ cần Ninh Tử Mặc thua một trận, cậu ấy sẽ có thể trở về Ninh gia. Cho nên, vì cậu đã không thể thuyết phục Ninh Tử Mặc chủ động nhận thua, chỉ có thể nghĩ trăm phương ngàn kế, tìm người đánh bại Ninh Tử Mặc. Đúng, Ninh Tử Châu hít một hơi thật sâu, chuyện này, hắn vẫn đang làm, mỗi ngày đều khát vọng đại ca có thể về nhà, thế nhưng, đã 5 năm lẻ chín tháng trôi qua, hắn còn không có trông thấy hy vọng đại ca có thể về nhà. Sau khi kể chuyện này cho Sở Trản xong, Ninh Tử Châu cảm thấy thở phào nhẹ nhõm. Ngày thường, người trong nhà họ Ninh nếu hụ biết chuyện cũng không dám nhắc tới. Trong lòng Ninh Tử Châu cảm thấy quá khó chịu. Sở Trần trầm tư một hồi, sau đó ngẩng đầu nhìn Ninh Tử Châu, cậu thật sự muốn Ninh Tử Mặc về nhà sao? Phải biết, anh ta từng là người đứng đầu Thiên Nam Thập Đại Thiếu Gia, hiện tại, Thiên Nam Thập Thiếu Ụ Gia, không ai dám xưng đứng đầu. Nếu Ninh Tử Mặc về nhà, cậu khôn sợ, vầng hào quang của cậu sẽ bị hắn che lấp hoàn toàn. Tôi không quan tâm, Ninh Tử Châu nói, chỉ cần Dại Ca có thể trở về, một nhà chúng ta đoàn tụ. Ta coi như cái hư danh Thiên Nam Thập Thiếu Gia, cũng sẽ không còn quan trọng nữa. Sở Trần nhìn Ninh Tử Châu đầy tán thưởng, hắn có thể nhìn ra, Ninh Tử Châu thực sự muốn anh trai của mình về nhà. Cậu có bao giờ nghĩ đến việc, Ninh Tử Mặc, anh ta không muốn quay về nhà? Nếu anh ta biết cậu tìm người đánh bại anh ta, quay về tránh cứ cậu thì sao? Ninh Tử Châu khẽ giật mình. Hồi lâu, ánh mắt Ninh Tử Châu kiên định, tôi mặc kệ, chỉ cần đại ca có thể trở về nhà. Không còn chin đắm xuống dưới, coi như anh ấy có trách tôi cũng nhận. Vĩnh Dạ, đối với Ninh Tử Mặc mà nói, cũng rất đặc biệt nha. Sở Trần cảm thán một tiếng, đối với cậu, hẳn là đang tự chìm đắm bản thân. Nhưng mà, có lẽ đối với chính hắn mà nói, hắn đang chờ đợi. Chờ rơi, nội tâm Ninh Tử Châu chấn động mãnh liệt. 5 năm 9 tháng trôi qua, nếu cô ấy còn xuất hiện, cô ta sẽ một mực nhìn đại ca điên cuồng trầm luân ngày này qua ngày khác như thế sao? Ninh Tử Châu lau nước mắt, tỏi không quan tâm đại ca là vì lý do gì, tóm lại, cách làm của anh ấy là cục đoan, tỏi ý không thể cứ nhìn anh ấy cứ mãi tiếp tục như thế này, nếu không có ai danh bại AHH ấy, anh ấy định sống quãng đời cô độc còn lại trong Vĩnh Dạ sao? Tôi hiểu ý của cậu, mà lại cậu nói cũng đúng, mặc kệ Ninh Tử Mặc xuất phát từ nguyên nhân gì, hắn dùng phương pháp này, chính là quá đẻ tâm vào chuyện vụn vặt. Sở Trần nói, cậu dự định thời gian đi. Ta cùng Hẩn trao rồi một chút. Vậy thì thứ 6 đi. Ninh Tử Châu thốt ra, tôi đã điều tra, tuần này không có người khiêu chiến đại ca. Được rồi, Sở Trần gật đầu dứt khoát, hắn đối Ninh Tử Mặc này, cũng là tràn đầy hiếu kỳ. Vì một cô gái sinh tử chiến trong Vĩnh Dạ, đem tất cả bỏ mặc. Riêng điểm này, trong lòng Sở Trần có chút tôn trọng Ninh Tử Mặc. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Vì người con gái mình yêu, từ bỏ mọi vinh quang. Trên thế giới, có mấy người làm được? Đúng rồi, một người là Thiên Chi Kiêu Tử, là một trong Thiên Nam Thập Thiếu Gia, trò thành thủ lôi đài của Vĩnh Dạ, sự việc này không gây ra chấn động tại Dương Thành sao? Sở Trần có chút nghi hoặc, trừ cao tầng Vĩnh Dạ cùng một số người của Ninh Gia, không ai biết thân phận của đại ca cả. Ninh Tử Châu nói, đại ca thời điểm ban đầu trầm luân điên cuồng tại Vĩnh Dạ, đúng là đã nhấc lên một trận bão táp tại Dương Thành. Tỏi đưa cho thúc những cái video kia, cũng do được quay lén vào thời điểm đó. Tuy nhiên, sau khi Vĩnh Dạ và Ninh Gia đạt được thỏa thuận, trong mọi trận chiến đại ca đều đeo mặt nạ, mà lại, Ninh Gia cũng đối với bên ngoài tuyên bố bởi vì đại ca tại Vĩnh Dạ xuất hiện biến cố, gia tộc quyết định, đem đại ca phái ra nước ngoài, phụ trách bố trí các sản nghiệp ở nước ngoài của Ninh Gia, không có cho phép, tuyệt đối không được trở về. Lúc ấy, ngay khi tin tức kia phát ra, đã gây nên cực lớn oanh động tại Dương Thành, có người vui vẻ có người sầu, đương nhiên, vui mừng nhất là những tên con trai giàu có bị đại ca đàn áp. Chỉ khi đại ca rời đi, bọn họ mới thấy hy vọng có thể vang danh. Kể từ đó, cái tên Ninh Tử Mặc dần biến mất trong giới kinh doanh Dương Thành, mà bên trong địa hạ quyền quán, một thủ lôi đài với biệt danh, đáp án, thanh danh cực cao. Đáp án, Sở Trần sửng sốt, danh hiệu là, đáp án mà Ninh Tử Châu muốn biết là gì.
Đó có phải là sự biến mất đột ngột của cô gái? Ninh Từ mặc thủ giữ tại Vĩnh Dạ hết năm này qua năm khác, chính là để đợi cô gái trở về, cho anh ta một câu trả lời. Ninh Tử Châu từ đầu đến cuối đều không nói rõ vì sao cô gái lại biến mất, có thể là có chuyện gì không nói ra được, hoặc có thể chính mình cũng không có đáp án. Nhưng Ninh Tử Mặc, đời này có thể tìm được đáp án sao? Trong lòng Sở Trần rất kính trọng Ninh Tử Mặc, nhưng cũng cảm thấy cách làm của Ninh Tư Mặc có chút ngu ngốc. Chẳng qua, không có đúng hay sai. Sau khi cân nhắc một hồi, Sở Trần ngẩng đầu, vậy quyết định thế đi, gặp lại nhau vào thứ sáu. Sở Trần càng ngày càng tò mò về Thiên Nam đệ nhất thiếu gia. Nhắc đến Thiên Nam đệ nhất thiếu gia, Sở Trần đột nhiên nghĩ tới, cũng đỡ mấy ngày rồi không gặp Hạ Bác. Từ lúc Bát Đại Tông Sư chặn hắn tại cửa nhà hát kịch Hải Tâm Sa, sau khi Hạ Bác đưa theo người nhà tới chi viện dẫn về nhà, Sở Trần không có gặp qua Hạ Bác. Hạ Bác là người đầu tiên ở bên cạnh ủng hộ Sở Trần, khi hắn còn đang có danh hiệu, ké ngốc, hơn nữa hết lần này tới lần khác đứng chung đội với Sở Trần vô điều kiện. Từ lâu, Sở Trần đã coi Hạ Bác là bạn. Sau khi Ninh Từ Châu đầy tâm sự rời khỏi Tống gia, Sở Trần y liền gọi điện cho Hạ Bác, nhưng trước đẻ cho Sở Trần ngạc nhiên đó là, Hạ Bác không có nghe máy. Sở Trần khẽ nhíu mày, trong lòng tính nhầm, ngón tay khinh động vài lần, hắn luôn cảm thấy Hạ Bác đớ phát sinh chuyện gì đó. Tống Thiên Dương vội vàng đi tới, Ninh thiếu gia sao lại không ăn cơm liền trở về rồi. Cậu ấy còn việc khác phải làm. Con đã hẹn cậu ấy ăn tối vào thứ sáu. Sử Trần cười nhẹ nói. Vậy là tốt rồi, Tống Thiên Dương thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sở Trần thấy vẻ mặt Tống Thiên Dương kỳ quái, sao vậy cha? Nhanh mà không có quảng cáo, chờ gì tìm Nga U Chu Nguyên, N, không có việc gì. Tống Thiên Dương gượng cười che giấu sự bối rối của mình, hắn biết Ninh Tử Châu sau đó trực tiếp đến tìm Sở Trần, một mực nhìn chằm chằm ở cách đó không xa. Thấy Ninh Từ Châu mang vẻ mặt trầm trọng từ biệt thự Sở Trần đi ra ngoài, đồng thời trực tiếp lái xe rời đi, Tống Thiên Dương khẩn trương đến nỗi trong lòng bàn tay đều đang bốc lên mồ hôi lạnh, hẳn sợ hãi Sở Trần cùng Ninh Từ Châu xảy ra mâu thuẫn, tên ngốc sỏ Trần này, cho Tống Thiên Dương cảm giác chính là không sợ, trời không sợ đất, bắt được ai liền đánh người đó. Đúng rồi, sáng sớm Nhan Nhan đã đi đâu vậy? Tống Thiên Dương chuyển chủ đề. Cô ấy đi xử lý một số thủ tục chuyển nhượng cổ phần của công ty dược phẩm Cửu Thành, sau ngày hôm nay, 100% cổ phần của dược phẩm Cửu Thành đều thuộc về Nhan Nhan. Sở Trần nhẹ nói, trong lòng Tống Thiên Dương chấn động, tuy rằng đã nghe qua tin tức nhưng Tống Thiên Dương cũng không khỏi bàng hoàng khi chân chính tới một bước này. Nhìn Sở Trần không chút biến sắc tặng Nhan Nhan một món quà lớn. Lùi lại một vạn bước mà nói. Ngay cả khi dược phẩm Bắc Chan không thể mở thị trường dược phẩm ở Thiên Thành, hoàn toàn có thể thông qua con đường dược phẩm Cửu Thành ở Dương Thành để phát triển. Chuyện trọng yếu như vậy, sao cậu không đi cùng Nhan Nhan? Tống Thiên Dương buột miệng, Sở Trần mỉm cười, Hoàng Phủ Minh Chủ đã đem tất cập mọi chuyện đều thu xếp ổn thỏa, Nhan Nhan đi qua cũng chẳng qua chỉ là một quá trình, có tiểu thu đi theo, hoàn toàn không có vấn đề gì cả. Tống Thiên Dương trợn mắt há mồm nhìn Sở Trần. Tên ngốc này thực sự không quan tâm đến mấy thứ này chút nào, 100% cổ phần sở hữu dược phẩm Cửu Thành là một khối tài sản khổng lồ, Sở Trần thật sự không động đậy chút nào. Tống Thiên Dương phải thừa nhận, càng ngày ông cưng nhìn không thấu Sở Trần. Cha, mấy ngày nay hẳn là rất bận rộn. Sở Trần hỏi, Tống Thiên Dương tỉnh táo lại, cười nói, ta bận bịu, có điều, đây là trong bận bịu có niềm vui. Sau trận chiến kinh doanh này, địa vị của Tống gia tại Thiên Thành được đẩy lên cao. Hiện tại Tống Thiên Dương đi ra ngoài có cảm giác thẳng tắp eo hơn. Buổi chiều, Tòng Nhan từ bên ngoài trở về chúc mừng bà xã, thắng lợi khải hoàn. Sở Trần cười đi tới, ôm Tống Nhan một cái thật lớn. Tống Thu ở một bên nhìn Sở Trần nói không nên lời. Cậu ta dường như trở thành không khí. Sau khi hai người bước vào, Sở Trần thán nhiên hỏi, thủ tục hẳn là đã hoàn tất. Bọn họ đều rất hợp tác. Tống Nhan gật đầu, cân nhắc một lúc rồi ngẩng đầu lên nói, tuy nhiên. Hôm nay chúng ta đã trải qua một số điều kỳ ỉ ạ. Dường như bọn em đang bị theo dõi. Tống Thu nói một cách không chắc chắn, tuy nhiên, trên đường đi về không có phát sinh bất kỳ biến cố nào. Đúng rồi, hôm nay có chút xui xẻo, trên đường trở về đều gặp phải cảnh sát giao thông kiểm tra, chậm trễ không ít thời gian. Bị theo dõi, bị kiểm tra. Sở Trần nhíu mày, trong đầu của hắn lập tức toát ra không ít người. Trong một lúc, Sở Trần thực sự không thể chắc chắn ai đã theo dõi Tống Nhan. Trên đường trở về bị kiểm tra, đội trưởng phụ trách dẫn đội còn là bạn của em,
bình thường hắn không thế nào lại ngăn lại xe của em, hôm nay lại cản lại. Tống Thu nói, đó là lý do tại sao em nói cỏ chùa kỳ quải. Sau trận thương chiến hai nhà Tống Hoàng, lấy Tống ra thẳng lợi kết thúc, hiện tại những người ở Thiền Thành hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ cho Tống ra một điểm mặt mũi. Tống Nhan nói, huống chi, người kia còn là bạn của Tiểu Thu, đây quả thực là một điều kỳ lạ. Sở Trần không nghĩ ra được lý do, vì vậy hắn không nghĩ tiếp nữa, dược phẩm Cửu Thành vừa hoàn thành việc chuyển nhượng cổ phần, Bắc Trần CGNG sắp xoát phá, em sắp tới sẽ rất bận rộn, sự tinh kỳ quái khó hiểu thì gạt qua một bên đi. Tống Nhan gật đầu, quả thực có rất nhiều việc bận rộn, nhân lực của chúng ta côn thiếu rất nhiều, Hạ tiên sinh tạm thời đã điều một số người của nhà họ Hạ tới để giúp đỡ sao, nhưng đây không phải là giải pháp lâu dài, chúng ta phải nắm chắc thời gian tiến vào quỹ đạo. Tống Nhan cũng không có nghĩ đến Sở Trần vậy mà lại đột nhiên đưa cho cô một cái công ty dược phẩm Cửu Thành, tuy nói đây là một phần đại lễ tuyệt đối, nhưng mà, Tống Nhan muốn phát triển dược phẩm Cửu Thành, hẳn sẽ phải trả giá không ít tâm huyết. Tống Nhan nhìn Sở Trần, thần sắc Sở Trần nghiêm túc, vỗ vai Tống Thu, Tiểu Thu, nếu có thời gian, cũng qua giúp chị ba một chút. Sắc mặt Tống Thu tối sầm lại, anh rể, hiện tại là nghỉ hè, em vẫn còn phải đi học. Dược phẩm Bắc Trần đang ở thời điểm mấu chốt, Tiểu Bắc cũng không được lười biếng nữa. Sở Trần nói, ta sẽ gọi điện thoại cho hắn, ngày mai để cho hắn đờ, làm đúng giờ. Tống Nhan liếc mắt nhìn Sở Trần, tên ngốc này nói nhiều như vậy, liền không nghĩ đến bản thân mình. Thứ hai tuần sau là ngày dược phẩm Bắc Trần chính thức được thành lập, anh cũng không được vắng mặt. Tống Nhan không có yêu cầu nào khác đối với tên chủ tiệm Sở Trần này. Được, chắc chắn là vậy. Sở Trần vui vẻ gật đầu. Sau khi Tống Nhan về phòng nghỉ ngơi, Sở Trần lại gọi điện cho Hạ Bắc, nhưng vẫn như cũ, dù điện thoại đổ chuông nhưng không có ai trả lời. Lúc này, không phải là đang ngủ chứ? Sở Trần cau mày, để điện thoại sang một bên, tiện tay cầm tạp chí trên sofa lên đọc. Khoảng nửa giờ, nhạc chuông điện thoại di động réo rắt phá tan bầu không khí yên tĩnh. Sở Trần cầm lên, liếc mắt một cái, trả lời điện thoại, Tiểu Bắc, ngươi thật sự là khó tìm. Đầu bên kia điện thoại, Hạ Bắc im lặng một hồi, Trần ca, anh một hiện ở đâu? Ở nhà, Sở Trần ý thức được Hạ Bắc có lẽ thực sự đã gặp phải chuyện gờ đó, lập tức nói tối nay có thời gian không, cùng uống một chén. Có, tối nay em sẽ đón anh. 8 giờ tối, Hạ Bắc đến Tống gia. Khi Sở Trần NSLN thấy Hạ Bắc, anh ta trông mặt ủ mày trao, cõi lòng đầy tâm sự. Sở Trần cũng không vội hỏi nhiều. Hắn nói với Tống Nhan một tiếng rồi cùng Hạ Bắc đi ra ngoài. Trần ca, em có một người bạn mới mở một quán bar, vừa vặn mới khai trương tối nay, chúng ta tới đó đi, khoảng 40 phút có thể tới. Hạ Bắc nói, Sở Trần không có vấn đề gì, Thiền Thành và Dương Thành vốn được kết nối, không lâu sau đó xe đã đi vào khu vực của Dương Thành. Trên đường đi, phần lớn thời gian đều yên tĩnh, Hạ Bắc rõ ràng mang tâm sự, thỉnh thoảng lại dùng hai tay cầm vô lăng. Tiểu Bạc. Sở Trần phá vỡ sự bình tĩnh, thứ hai tới, dược phẩm Bắc Trần sẽ được thành lập, đến hôm đó đừng có biến mất như hôm nay. Còn có, mấy ngày gần đây, công ty sẽ vô cùng bận bịu, nếu có thời di tần thì cạo qua đó giúp một chút. Hạ Bắc lơ đảng đáp, em hiếu rồi, Trần ca. Khóe miệng Sở Trần khẽ giật, đại có phải là Hạ Tam thiếu gia mà ta biết, từng hỏi ta muốn Giang Sơn hay Mỹ Nhân không? Thân thể Hạ Bắc run lên, có chút thất thần, tay lái trong tay đột ngột đập mạnh. Suýt chút nữa va chạm với chiếc xe trước mặt. Sau khi Hạ Bắc toát mồ hôi lạnh, anh ta mới định thần lại, cười khổ nói, Trần ca, em hiện tại Giang Sơn còn chưa đánh xuống, đã đánh mất Mỹ Nhân rồi. Sở Trần liếc nhìn Hạ Bắc, hôm nay ta gọi mày cuộc đều không bả mày, đều là vi nũ, nhân sao? Hạ Bắc nghiến giáng, đúng vây, em sẽ nói với Trần ca về chuyện này khi chúng ta đến quán bar. Hạ Bắc dừng lại, nói không chừng, em còn phải phiền phức Trần ca một chút. Vùng ven sông Dương Thành, đường phố đầy những quán bar. San sát các quán bar, đủ loại lớn nhỏ được xây dựng tại đây, điều này đã trở thành một đặc sắc của khu vực này. Xe của Hạ Bắc đậu ở bãi đậu xe trước một quán bar tên là 21. Sở Trần sau khi xuống xe liền liếc mắt nhìn xung quanh, hầu như đều là xe sang, cửa ra vào của quán bar được trang chỉ khỉ phái phi thường. Tiểu Bắc, người bạn của cậu lai lịch cũng không nhỏ nha. Sở Trần cười, tuy nhiên. Tên của quán ba có vẻ hơi lạ, 21 ba. Đào tỷ luôn thích làm những việc không ai ngờ, chẳng hạn như quán ba này, em cũng chỉ mới biết thôi. Hạ Bắc vừa đi vừa nói, Phú Nhị Đại ở Dương Thành số lượng không ít,
Đào Tỳ có thể coi là chị đại trong giới của chúng tôi. Hạ Bác dừng lại, không khỏi liếc nhìn Sở Trần. Trần ca, có rất nhiều người lần đầu gặp Đào Tỳ sẽ có chút thất thố, vì vậy xin anh cũng đừng thất lễ. Sở Trần liếc nhìn Hạ Bác, Đào Tỳ của cậu là xài lang hổ báo hay sao? Hạ Bác xấu hổ, anh nổi điều này cũng đừng để những người theo đuổi Đào Tỳ nghe thấy. Đúng rồi, Đào Tỳ tên đầy đủ là Giang Ánh Đào. Hai người vừa nổi chuyện, vừa hướng tới cửa 21-3. Ngày đầu tiên mở cửa khai trương, có thể thấy được vị Đào Tỳ trong miệng Hạ Bác nhân khí tốt thế nào, bãi đậu xe đầy xe sang, lãng hoa trước cửa cũng sắp đặt ở đầy ven đường. Người phục vụ của quán bar, mặc quần áo chỉnh tề đứng ở cửa, tươi cười chào hỏi. Một người đàn ông trung niên mặc vest đứng cửa đón khách, sau sần 9N9 ngày đầu tiên mở cửa có rất nhiều người trong giới tới ủng hộ. Giang Thúc, Hạ Bác và Sở Trần đi tới. Người đàn ông trung niên nhìn qua mỉm cười, Tiểu Bác đến rồi, mau vào đi, tiểu thư đã đặt trước một phòng cho các cậu. Một người phục vụ cao gầy dẫn Sở Trần hai người họ đi vào, Hạ Bác cũng đi theo Sở Trần giới thiệu danh tính của người đàn ông trung niên ở cửa. Ông ta là một vị quản gia trong nhà Giang Ánh Đào, quán bar này Giang Ánh Đào mở ra, chắc hẳn cũng do vị Giang Thúc này quản lý. Trong sảnh tầng một của quán bar, tiếng kim loại nặng gây âm thanh chấn động màng nhĩ. Mấy người lên lầu 2, đẩy cửa một cán phòng, sau khi cánh cửa đóng lại, thế giới mới trở nên yên tĩnh. Yên tĩnh giữa sự ồn á, lại còn có thể thưởng thức khung cảnh bên ngoài, thiết kế này coi như không tệ. Sở Trần không khỏi tán thưởng, đánh giá từ quy mô, thiết kế, bối cảnh, v.v. của quán bar này, 21-3 chẳng mấy chốc sẽ bùng nổ roi. Đào Tỳ chính là như vậy, tùy tiện chơi đùa chút gì, đều có thể kiếm tiền. Hạ Bác cán thán. Vừa rồi vị giang quản gia kia không phái dã nòi, gian phòng này là cho mấy người băng hưu các cậu chuẩn bị. Sao lại không có ai vậy? Sở Trần tò mò hỏi. Còn ba người nữa, chắc là vẫn đang trên đường. Hạ Bác nổi, thật ra, em không có nhóm bạn có thể giải bày tâm sự, gặp gỡ Đào Tỳ cũng là một lần ngẫu nhiên, còn lại, đều là bạn nhậu. Cánh cửa căn phòng được đẩy ra. Sở Trần ngẩng đầu nhìn sang, tâm trí gần như chấn động. Người phụ nữ đứng ở cửa căn phòng. Thân hình mảnh mai, y phục màu đỏ phù hợp để phác họa ra thân hình lồi lõm, ánh đèn hơi mờ tản ra phản chiếu, cổ trắng như bạch ngọc, thần thái không có vẻ quyến rũ, nhưng bộc lộ ra loại yêu ý tự nhiên, đặc biệt là đôi mắt kia, như thể chúng có thể làm hồn siêu phách lạc chỉ với cái nhăn mày hay nụ cười, đủ mọi loại phong tình. Thân hình nóng bỏng, dung nhan yêu dã, giống như nhân gian vưu vật. Dù Sở Trần có định lực không tầm thường, cũng bị sững sờ 3 giây, mới hồi phục tinh thần lại. Hắn cuối cùng minh bạch những lời nói Hạ Bác nói trước đó. Dạng nữ tử này, đại đa số nam nhân lần đầu gặp, hẳn sẽ phải thất thố. Đào Tỳ, Hạ Bác kinh hỉ đứng lên, em không nghĩ chị đến đây sớm như vậy. Không đợi Hạ Bác giới thiệu, Sở Trần đã đoán được thân phận của người phụ nữ này, chủ quán 321, Giang Ánh Đảo. Đây thực sự là một bông hoa đảo mà ai cũng muốn hái. Trong lòng Sở Trần thầm tê xê ảm thán, thần sắc khôi phục như thường lệ đứng lên. Trên mặt mang theo nụ cười, Giang tiểu thư, xin chúc mừng. Hạ Bác vội vàng nói, Đào Tỳ, đây là Sở Trần, một ngòi bạn mà em đã kết giao ở Thiền Thành. Tổng gia Sở Trần, tôi đã nghe Giang Ảnh Đào mỉm có y vươn tay, đã là người Tiểu Bác đưa đến, chừng tỏ hắn đối với cậu là thực lòng, tôi lớn tuổi hơn cậu, nếu không phiền, cậu cũng có thể xưng hô như Tiểu Bác, gọi tôi một tiếng Đào Tỳ. Sở Trần vươn tay nắm lấy tay Giang Ảnh Đào, một cảm giác mềm mại không xương tràn đến. Chào Đào Tỳ. Tuy sắc mặt Sở Trần không thay đổi, nhưng trong lòng hắn không thể không thừa nhận, trong số những người phụ nữ mà hắn từng gặp người phụ nữ trước mặt này, là người quyến rũ nhất, dường như có thể làm người ta hòn siêu phách lạc. Sở Trần chủ động buông tay, 5 nanogram thời mời ngồi xuống. Vĩ Đào hai mắt Giang Ánh Đào nhanh chóng lóe lên sự thưởng thức, không hổ danh là người có thể lật tung quyền giới hái thành, phần tâm trí này không phải người thường có được. Giang Ánh Đào thoải mái ngồi xuống. Nhìn về Fla Hạ Bắc, sự tình hôm nay tôi đã nghe nói qua, Đào Tỷ sẽ đòi lại giúp cậu một lời giải THLCS. Sử Trần trước nay không dùng nửa dưới nam nhàn để suy nghĩ, nhưng thời điểm Giang Ánh Đào ngồi xuống, hắn vẫn lá nhịn không được nhiều lần nhìn thoáng qua. Người phụ nữ này, toàn thân mỗi chỗ đều tràn ngập mê hoặc, mỗi giác nhịp nhàng, Sở Trần đột nhiên nghĩ đến một điển cố, rằng nữ nhốn phong hỏa hy chư hầu này, chính là bao tự thời hiện đại, có đặc chất hại nước hại dân. Đương nhiên Sở Trần không có ý tứ là Chu U Vương, hắn chỉ cảm thán một chùa thỏi, ánh mắt Sở Trần lập tức rơi vào trên người Hạ Bác,
hẳn càng thêm tò mò Hạ Bác hôm nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Sắc mặt Hạ Bác biến đổi, một lúc sau mới cúi đầu, là ta không cố gắng, để Đào tỷ hao tâm tổn trí. Sở Trần không vội hỏi, hắn biết tới thời điểm thích hợp Hạ Bác sẽ nói cho hắn biết. Slang gật đầu, nay Hoàng Phủ tỷ cũng tới, đến lúc đó, tôi nói chuyện với hắn một chút, chuyện ngày hôm qua, cậu coi như chưa từng xảy ra. Vẻ mặt của Hạ Bác biến ảo một chút, lập tức gật đầu, cảm ơn Đào tỷ, con người giang ánh đào nhìn về phía Sở Trần. Khoảng thời gian này không chỉ kinh diễm thiền thành, mà ngay cả Dương Thành cũng bởi vì cái tên Sở Trần này mà chấn động. Giang ánh đào nhìn Sở Trần một cái nhìn đầy ẩn ý, cậu đã không lên tiếng thì thôi, chỉ cần một tiếng hót cũng đủ làm kinh người. Tôi chẳng qua chỉ là tiểu đà tiểu nháo mà thôi, đào tỷ mới thực sự là đại thủ bút. Sở Trần đáp lại bằng một nụ cười, sau đó nói, được rồi, chúng ta cũng đừng thổi thao lên làm gì nữa, tôi nay hẳn là đào tỷ rất bận, tôi xin nâng ly kính trước tỷ một ly. Trong phòng, đĩa rượu và trái cây đã được chuẩn bị từ trước khi hai người bước vào, lúc này, Sở Trần mới rót một ly rượu, hướng phía Giang Ánh Đào gật đầu ra hiệu, lập tức đem rượu trong ly uống cạn. Vẻ mặt của Giang Ánh Đào sững sờ, nhìn Sở Trần, cô lờ mờ cảm nhận được cảm giác muốn đuổi khách từ trong lời nói của Sở Trần. Nhưng Giang Ánh Đào không tìm ra lý do gì, đều là tâm điểm, không có người nào muốn cô đi cả. Giang Ánh Đào đổi vi dây trí suy nghĩ một chút, nếu cô là Sở Trần, chỉ sự rằng ước gì Giang Ánh Đào sẽ ở trong căn phòng này cả đêm. Giang Ánh Đào câm ly rượu lên nhấp một ngụm, hình ảnh đôi môi đỏ mỏng chạm vào ly rượu càng thêm quyến rũ, cho dù là gặp qua Giang Ánh Đào rất nhiều lần, cùng Giang Ánh Đào quan hệ rất tốt, chớp mắt Hạ Bác cũng có chút thất thần. Giang Ánh Đào có cảm giác cô không thể NSLN thấu Sở Trần. Trong những năm qua, những người theo đuổi Giang Ánh Đào giống như cá chép vượt sông, cô ấy cũng đã nhìn thấy nhiều thủ đoạn để theo đuổi cô. Một số người luôn giả vờ kiêu ngạo khi lần đầu gặp mặt, cố tình tỏ ra lạnh lùng, sử dụng chiêu trò lát mềm buộc chặt, nhưng cuối cùng, bọn họ vẫn không lọt vào tầm mắt của Giang Ánh Đào. Trần liếc mắt nhìn cô, rõ ràng cùng nam nhân khác không khác nhau là mấy, vẻ kinh ngạc trong mắt hắn không thể che giấu. Khác biệt chính là, Sở Trần có thể nhanh chóng khống chế tâm tình của bản thân. Vừa rồi, khi Sở Trần mời rượu, mặc dù không nói chữ không, nhưng Giang Anh Đào quả thực cảm nhận được ý tứ đuổi khách, không có cái gì eo lạt mềm buộc chặt, hắn thật sự muốn cô rời đi. Mặc dù suy nghĩ của Giang Ánh Đào quay nhanh chuyển động, nhưng nét mắt của cô không có nửa điểm biến hóa, từ đầu tới cuối cô luôn giữ một nụ cười thản nhiên, sau khi đặt ly rượu xuống. Giang Ánh Đào đứng lên, tiểu bác, tôi đi ra ngoài chào hỏi khách nhãn khác một chút, chờ bọn tẻo đàm tới. Tôi sẽ quay lại, Giang gạch dưới Trần cười một tiếng, tối nay ở đây hãy chơi vui vẻ một chút. Nhất định, Sở Trần đứng lên, ngay khi cửa phòng lại bị đóng lại, Sở Trần ngồi xuống, hắn rót một ly rượu đồng thời nói, cậu không nghĩ sẽ để Đào tỷ giải quyết chuyện này cho cậu sao? Nghe vậy, Hạ Bác do dự một lúc, sau đó nói, em không ngờ rằng chuyện này lại truyền đến tai Đào tỷ. Nếu Đào tỷ ra tay giúp đỡ thì chắc không có vấn đề. Từ đầu, cậu muốn tôi giúp đỡ? Sở Trần hỏi, thần sắc Hạ Bác phức tạp gật đầu, hồi lâu, anh ta nghiến răng tỉ ghẻ mũ ơ ư tỏi ỉ mũ đẻ ý hỏi ỉ mũ trích mê tâm khiếu, bị người ta lừa gạt. Đôi mắt của Sở Trần không khỏi trợn to mấy phần, sắc mê tâm khiếu. Hồi lâu, Sở Trần vô ý thức suy đoán, cậu ngủ với vợ người khác. Hạ Bác liếc nhìn Sở Trần không nói nên lời. Trần ca, anh có nghe nói đến địa hạ quyền quán không? Nghe vậy, khóe miệng Sở Trần không khỏi nhếch lên, nhẹ nhàng co giật. Mình chuẩn bị đánh nhau với người của địa hạ quyền quán, tại sao tiểu bác lại liên quan đến có nghe qua, cậu nói chút chuyện xảy ra đi. Sở Trần lập tức hỏi, mấy ngày trước, tôi đang chơi với một vài người bạn tại một tụ điểm, sau đó, gặp một cô gái độc thân. Giọng Hạ Bác hơi trầm xuống, đối với hắn mà nói, có thể nói là vô cùng nhục nhã. Sở Trần vừa uống rượu vừa yên lặng nghe, mặc dù Hạ Bác do dự ấp úng, nhưng sau khi uống ba ly rượu, Sở Trần đại khải hiểu rõ sự tình trong đó. Nguyên nhân là do Hạ Bác bất ngờ gặp một cô gái độc thân trong quán bar. Quá trình Hạ Bác theo đuổi cô gái này, lại bị cô gái này ăn thịt gắt gao, mấy ngày nay Sở Trần rất ít khi nhìn thấy Hạ Bác, nguyên nhân bởi vì Hạ Bác luôn quanh quẩn bên cô gái này. Sự việc xảy ra ngày hôm qua là cao trào của toàn bộ câu chuyện. Cô gái đột nhiên nói trước mặt Hạ Bác rằng cô rất tò mò về địa hạ quyền quán, Hạ Bác tự nhiên phát huy ra cái đại nam nhân chủ nghĩa, vỗ ngực đồng ý. Lúc Sở Trần gọi điện thoại cho Hạ Bác mà không có ai trả lời, chính là do điện thoại di động của Hạ Bác đã được đặt trong ngăn chứa đồ của địa hạ quyền quán.
Tí ý ảnh run mũ tập mũ tớ mi mìa ớt gứa ở ý họ đi vậy mà lại là Vĩnh Dạ. Lúc đầu, Hạ Bác cũng bị thu hút bởi nhiều bàn cờ bạc khác nhau của Vĩnh Dạ, nhưng hắn căn bản không nghĩ tới, đây vậy mà là một cái lồng mà cô gái này chuẩn bị tỉ mỉ cho mình. Sau khi họ xem một vài trận đấu ở một trong những lôi đài, cô gái này đột nhiên nói, thực lực tổng thể của những người trong lôi đài này rất yếu, cứ xem mãi không bằng tự mình đánh cược một trận. Ngay khi Hạ Bác còn đang do dự, cô gái này đã nói bóng gió với hắn, nếu hôm nay cô ta chơi vui vẻ, cô ta nhất định sẽ khiến Hạ Bác được vui vẻ. Khi Hạ Bác nhắc tới nơi nãy, Sở Chân không khói liếc anh ta một cái, có lẽ cái này chính là cái mà Hạ Bác tự chửi bản thân xác mê tâm khiếu. Sau khi Sở Trần nói rõ trọng điểm, hắn tiếp tục nghe câu chuyện của Hạ Bác. Ngay khi Hạ Bác quyết định cử một vệ sĩ bên cạnh để đại diện cho anh ta ra chiến đấu thì mọi chuyện bỗng trở nên rắc rối. Một tên thiếu gia trẻ tuổi nhìn chúng cô gái này, buông nhiều lời lẽ khiêu khích, cuối cùng Hạ Bác không nhịn được, cùng đối phương đánh cược một trận. Trong trận chiến trên lôi đài, nếu Hạ Bác thắng, đối phương phải vĩnh viễn bị én mất trước mặt cô gái, đồng thời, sẽ phải trả cho Hạ Bác số tiền gấp 10 lần số tiền giải thưởng. Ngược lại, Hạ Bác cũng sẽ làm như vậy. Kết quả rất rõ ràng, Hạ Bác đã thua. Giải thưởng 70 vạn đã biến thành 700 vạn. Mà cô gái này, cô ta mỉm cười nói với Hạ Bác, đêm hôm đó ở quán bar, cô ta đã cá cược với bạn của mình, cược Hạ Bác sẽ chi cho cô 5 triệu trong vòng một tuần. Nghĩ không ra, hoàn thành vượt qua mức nhiệm vụ. Sự không nghĩ tới, cho cờ bạc, như vậy lại rơi vào Hạ Bác. Càng không nghĩ tới Hạ Tam thiếu gia, vậy mà lại ngã đau chật vật như vậy. Chỉ vì một cô gái. Tôi đột nhiên có chút tò mò, loại nữ nhân như thế nào lại có thể khiến cậu thần hồn điên đảo như vậy? Sở Trần nói, không nói cái khác, riêng về vụ cược tại Vĩnh Dạ, cậu đã mất 7 triệu vì cô ta. Đúng, số tiền đó như thế nào? Trong thời gian ngắn, tôi có thể tìm đâu ra 7 triệu. Hạ Bác vô cùng khổ sở, loại chuyện mất mặt thế này, đương nhiên hắn ta không thể nói ra với người trong nhà. Vừa dõi tiếp tục cậu còn nói đi. Chưa nói xong, Sở Trần nói. Hạ Bác gật đầu, vẻ mặt lóe lên tia tức giận. Từ đầu đến cuối, em không nghĩ rằng đây là một vụ đánh cược. Ngay cả vụ cược này của Vĩnh Dạ, là do Bạch Phượng và Bạch Hâm Vũ liên thủ thiết kế, tất cả chỉ đé dụ em vào. Lông mày của Sở Trần nhướng lên, đều họ Bạch. Lai lịch như thế nào, so với Hạ Gia thì sao? Bạch Gia chủ yếu kinh doanh về thương mại điện tử, mặc dù tại Dương Thành bọn họ có năng lực cạnh tranh nhất định, tuy nhiên, thực lực tổng thể đương nhiên không thể so với Hạ Gia. Hạ Bác nghiến răng nghiến lợi, chí bằng một đâm con trâu của gia tộc không bằng Hạ Gia. Làm sao dám lừa gạt cậu như thế này? Mặc dù cậu nói ra chuyện này có thể sẽ bị người trong nhà trách cứ, nhưng nếu Hạ Gia có chút cốt khí, loại chuyện này tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Sở Trần nói, phía sau bọn họ hẳn có vẫn còn có người làm chỗ dựa. Hạ Bác hít sâu một hơi, trầm giọng nói, lúc đó trong quán bar, ngồi cùng một chỗ với Bạch Phượng, còn có hậu bối trẻ tuổi của Hoàng Phủ gia tộc, tén gió gọi là Hoàng Phủ Tịch, vụ cá cược này, chính là do Hoàng Phủ Tịch và Bác Phượng thực hiện. Đôi mắt Hạ Bác lóe lên vẻ không cam tâm. Trước chuyện này, cậu Hoàng Phủ Tịch không? Có lẽ, Sở Trần hỏi. Hạ Bác lắc đầu, em cùng bọn họ khác biệt nhóm bạn, em căn bản không có tiếp xúc. Vẻ mặt Hạ Bác hiện lên một tia tự diễu, thực lực Hoàng Phủ gia tộc so sánh ra mạnh hơn Hạ Gia rất nhiều. Ngay cả anh trai của em cũng không trà trộn được vào nhóm của bọn họ, huống chi là em. Không biết, điều đó có nghĩa là không oán không thù. Đôi mắt Sở Trần hơi nheo lại, chỉ vì một sự cao hứng nhất thời, liền mang cậu ra làm trò vui. Một nam nhân lưu oán muôn hiện bản thân trước mặt nữ nhân. Hạ Bác tiếp tục tự diễu, Hoàng Phủ Tịch nghĩ muốn ở trước mặt Bạch Phượng phơi bày một ít cổ tay của mình, ngay cả Hạ Gia Tam thiếu gia đều có thể không chủ kiêng kỵ trêu đùa. Đây chính là vốn liếng của hắn, đối với Bạch Phượng, để có thể dựa vào Hoàng Phủ thiếu gia, đương nhiên, cô ta không tiếc công sức lên kế hoạch tất cả những chuyện này. Sở Trần suy nghĩ một chút, vừa rồi Đào Tỷ nói để cô ấy xử lý, cô ta có thể bắt Hoàng Phủ Tịch đến xin lỗi cậu được sao? Xin lỗi, Hạ Bác sững sờ, lập tức cười cơ tiêu mũ F mũ A mũ MH mũ U mũ GN mũ thương hiệu quá nhiều rồi, ý tứ Đào Tỷ em hiểu, cô ấy sẽ đi giải quyết Hoàng Phủ Tịch bên kia. Chuyện này cứ như vậy kết thúc, Hoàng Phủ Tịch sẽ không lại truy cứu 700 vạn kia của em cũng không cần lại đem chuyện này để ở trong lòng, cứ như vậy để nó qua đi nếu Đào Tỷ không nhúng tay, cậu sẽ làm gì eo? Sở Trần hỏi, ngày hôm qua, sau khi biết mình bị lừa, em đã mất bình tĩnh. Thần sắc Hạ Bác biến ảo, ánh mắt vô cùng phức tạp, trầm giọng nói,
em cùng Bạch Hâm Vũ nói, có dám hay không lại cược thêm một trận, tiền đặt cược tăng lên 1.000.000. Hạ Bắc có chút ngượng ngùng, em sợ Iran, em lúc ấy quá xúc động, mà Bạch Hâm Vũ đối với bản thân rất có lòng tin, cho nên, chúng tôi lập tức liền ký tên, 3 ngày sau, sẽ lại so một trận tại Vĩnh Dạ. Tôi hiểu ý của cậu, Sở Trần lạnh nhạt nói, cậu muốn nhờ tôi giúp đỡ, đại diện cho cậu xuất chiến, thắng của Bạch Hâm Vũ 1.000.000, cứ như vậy, không chỉ có thể đem tổn thất 700.000 bù đắp lại, còn kiếm được thêm 300.000. Hạ Bắc gật đầu, có chút bất đắc dĩ, em biết là có chút hơi bốc đồng, thế vị hoàng phủ thiếu gia kia thì sao? Sở Trần cắt ngang lời nói của Hạ Bắc, cho dù không nói về thân nạn lỡ Hạ gia tam thì éo ra, cậu đường đường là một nam nhân, bị một nữ nhân cùng người khác liên hợp lại trêu đùa như một kẻ ngốc, một hơi này, cậu nuốt được xuống. Tay Hạ Bắc khẽ run lên, hồi lâu, Hạ Bắc ngẩng đầu nhìn Sở Trần, em vô cùng tức giận, trong đời em chưa bao giờ chịu uất ức như vậy, nhưng em có thể làm thế nào? Sở Trần liếc nhìn Hạ Bắc, rót cho hắn một ly rượu, cầm ly rượu lên đụng một cái, sau đó nói, sau khi đi ra khỏi Vĩnh Dạ, đừng nói là cậu không điều tra thông tin của Hoàng Phủ Tịch. Em có đi điều tra? Tâm trạng Hạ Bắc cham su ông, trực tiếp đặt ly rượu xuống, ủ rũ cúi đầu chán nản nói, cũng bởi vì điều tra rõ tư liệu của hắn, em mới càng không có cách nào đi động đến hắn. Hoàng Phủ Tịch là cháu ruột của gia chủ Hoàng Phủ gia tộc hiện tại, mà cha của hắn chính là một trong những minh chủ của Liên Minh Tông Sư Cửu Thành, Hoàng Phủ Hoàng Ngọc. Đây cũng là lý do tại sao Hoàng Phủ Tịch tự tin để đánh bại em một lần nữa ở Vĩnh Dạ, với mối quan hệ của cha Minh. Anh ta có thể mời rất nhiều cường giả trong quyền giới Dương Thành ra tay. Ngoài ra, Hoàng Phủ Tịch còn là một thiên tài kinh doanh, trong số những người trẻ tuổi của Hoàng Phủ gia tộc thế hệ này. Hắn có thể được xếp vào hàng xuất sắc, con trai của Hoàng Phủ Hòa Ngoe. Vé mặt Sở Trần bỏ ỉ qua tỉa đăm chiêu, Tiểu Bắc, đợi Đào tỷ tới, cậu nói với cô ấy, chuyện này chúng ta sẽ tự xử lý. Hạ Bắc ngạc nhiên ngẩng đầu, nhìn xem Sở Trần, hồi lâu, thần sắc Hạ Bắc có chút lo lắng. Lão Âu nói, Trần ca, Hoàng Phủ gia tộc quyền thế rất lớn, so với Ninh gia cũng không kém là bao nhiêu, chuyện này, coi như xong đi. Hạ Bắc đã từng thấy sự xúc động của Sở Trần, hắn ta lo lắng Giang Sở Trần nhất thời xúc động đánh Hoàng Phủ Tịch tơi bời, đây chính là chọc thủng trời. Một ngày cậu còn gọi ta một tiếng ca, ta sẽ không để cho cậu phải chịu ủy khuất. Sở Trần nghiêm nghị nói, ánh mắt lóe lên lạnh lúng. Câu dù u ra, lại bị trêu đùa thành bộ dạng này, mà lại. Còn trong thời gian ngắn như thế, Đào tỷ cũng nhận được tin tức, điều này cho thấy Hoàng Phủ Tịch sớm đã mang cậu ra làm trò cười. Chuyện cậu bị lừa, chỉ sợ sớm đã được truyền ra hết trong giới, ta tin tưởng, rất nhanh sẽ lan tràn các kênh của Dương Thành. Nghe vậy, vẻ mặt của Hạ Bắc đột nhiên thay đổi, cả người run lẽn. Chuyện này đối với anh ta là một vết nhơ lớn trong đời. Nếu như không ai biết, hẳn có thể nuốt cục tức nay, để mọi chuyện đi qua. Nhưng nếu cả thành phố đều biết thì, Hạ Bắc có thể tưởng tượng Minh đi tới đâu cũng sẽ bị người ngu ngốc, sắc mê tâm khiếu, bị một nữ nhân đùa bỡn trong lòng bàn tay. Sắc mặt Hạ Bắc lập tức tái mét, đây chắc chắn là một đòn giáng mạnh vào lòng tự trọng của anh ta. Lúc này, cửa phòng đột nhiên bị y đẩy ra, một nam thanh niên hùng hổ xông vào, Tiểu Bắc, chuyện gì đã xảy ra? Bên ngoài đang có tin đồn cậu bị một nữ nhân đùa nghịch làm khỉ. Hạ Bắc vốn đang lo lắng về vấn đề này, nghe xong câu này, Hạ Bắc toàn thân như hóa đá. Lập tức có một cỗ uất ức nồng đậm cảm giác xông tới, khuôn mặt nóng bỏng nóng lên, hận không tìm được một cái lỗ để chui vào. Hắn thực sự không nghĩ qua, ơi phương vậy mà chiếm tiện nghi còn khoe mẽ, đem chuyện này tuyên dương trắng trợn ra ngoài. Này, tỉnh dậy đi, người thanh niên đi tới vỗ vai Hạ Bắc, tò mò liếc nhìn Sở Trần. Hạ Bắc tỉnh lại, sắc mặt tái nhợt. Chuyện này đối với hắn quá mức uất ức, Hạ Bắc vừa mới nói chuyện này với Sở Trần xong, bây giờ hắn không còn dũng khí nói lại lần nữa. Người thanh niên nhìn thấy cảnh này, trong lòng đã nắm chắc, vẻ mặt hiện lên một tia phẫn nộ, mẹ kiếp, Tiểu Bắc, ta không cần biết cụ thể quá trình, ngươi cứ nói đi, có phải có người đứng sau chuyện này hố ngươi không? Làm huynh đệ tuyệt đối sẽ khóng ngồi yên không để ý đến. Qua lời giới thiệu, Sở Trần biết được thân phận của người thanh niên trước mặt, Viên Tiểu Dũng. Gia đình làm nghề ô tô. Đào tỷ vừa rồi đã nói, chuyện này cô ấy sẽ quản. Hạ Bắc nói, người tính tình nóng này, đừng quan tâm đến loại chuyện này. Không thể không nói, trong nháy mắt Hạ Bắc đã có chút động tâm. Hoàng Phủ Tịch trêu đùa với hắn như vậy là vì nghĩ hắn không dám trả thù, nếu như lúc này ám toán Hoàng Phủ Tịch,
hắn sẽ trở thành kẻ tình nghi lớn nhất, nhưng chuyện xảy ra hết lần này tới lần khác như vậy khiến người ta càng có lý do để nghĩ không phải là do hắn làm. Hoàng Phủ Tịch là kẻ ngang ngược càn rỡ, người hận hắn cũng không ít. Hạ Bắc buột miệng, tự nói, chúng ta đến lúc đó có thể thuận thế thả ra Phong Thanh, nói có người cố ý thừa cơ đục nước béo cò, đánh Hoàng Phủ Tịch, đồng thời giá họa cho ta. Đôi mắt của Viên Tiểu Dũng cũng sáng lên, ba người họ đều cảm thấy có thể thực hiện. Mặt khác, ta sẽ giữ chặt Bạch Hâm Vũ không nhả. Hùng Đại Lực trầm giọng nói, huynh đệ của ta bị hắn ức hiếp, ta tìm hắn tính sổ, đây là đạo lý hiển nhiên, coi như Hoàng Phủ gia tộc có muốn quản cũng không được, cứ như vậy, Hoàng Phủ gia tộc sẽ càng không nghĩ tới, chúng ta dám động tới Hoàng Phủ Tịch. Cả ba càng nghĩ càng hưng phấn, Ma Quyền Sát Trưởng, hận không thể lập tức hành động. Dường như bọn họ đã quên Sở Trần vẫn còn tồn tại trong căn phòng. Khục, Sở Trần rốt cuộc không nhịn được ho khan một tiếng, các cậu có phải đã quên hay không, Đào Tỷ nói chuyện này cô ấy quản, nếu như các người muốn hành động sau lưng, có phải là nên nói trước với Đào Tỷ một tiếng. Nhắc đến Giang Ánh Đào, nét mặt của cả ba người đồng thời cứng lại. Hùng Đại Lực cau mày, nếu Đào Tỷ biết chuyện, chắc chắn sẽ không đồng ý, dù sao, chúng ta mặc dù là đi chút giận, nhưng cũng mang theo nguy hiểm nhất định. Tiền đề là, các ngươi có thể thành công xả cơn giận này sao? Sở Trần nhẹ giọng nói, đừng quên, địa vị của Hoàng Phủ gia trọng trong quyền giới Dương Thành, các ngươi cũng nói, hành vi của Hoàng Phủ Tịch rất kiêu căng độc đoán, các ngươi cho rằng sẽ không có ai ở bên cạnh để bảo vệ một người như vậy sao? Nghe vậy, sắc mặt của ba người đồng thời biến đổi. Đặc biệt, Hùng Đại Lực, nhà hắn ý chúng mở một quyền quán, vô cùng hiểu vị thế của Hoàng Phủ gia tộc trong quyền giới Dương Thành. Đối với bọn họ, lời nhắc nhở của Sở Trần giống như một cú giáng mạnh vào đầu, khiến họ bừng tỉnh sau giấc mơ ngọt ngào. Trừ khi ta yêu cầu các trưởng bối trong gia tộc ra tay, nhưng, bọn họ không thể ra tay ám toán người của gia tộc Hoàng Phủ. Hùng Đại Lực có chút bất lực, như vậy xem ra, chúng ta thật sự không thể động vào Hoàng Phủ Tịch, trừ phi. Thanh âm Hùng Đại Lực lập tức dừng lại, đột nhiên ngẩng đầu nhìn Sở Trần. Hạ Bắc cũng nghĩ tới điều gì đó, háo hức ngẩng đầu nhìn Sở Trần. Các cậu muốn tôi đi ám toán Hoàng Phủ Tịch, Sở Trần trực tiếp mỉm cười, lắc đầu, không có khả năng. Nếu không dạy cho Hoàng Phủ Tịch một bài học, Tiểu Bắc làm sao có thể thả ra ngụm khí này? Viên Tiểu Dũng nhịn không được, hoảng sợ nói, vừa rồi anh không phải đã nói, một ngày Tiểu Bắc còn gọi anh một tiếng Trần ca, anh sẽ không để hắn chịu ủy khuất. Âm thầm đánh cho hắn một trận, vậy chỉ có thể là vụng trộm vui vẻ, đây cũng gọi là xuất khí sao? Sở Trần nói, tin đồn sẽ lan truyền trong vòng tròn không ngừng, Hạ gia Tam Thiếu vẫn là đối tượng bị đem ra làm trò cười. Sắc mặt Hạ Bắc tái xanh, tôi đồng ý với một quan điểm của các cậu. Sở Trần tiếp tục nói, chúng ta sẽ tự xử lý vấn đề này, nếu để Đào Tỷ xử lý, có lẽ Hoàng Phủ Tịch sẽ bán cho Đào Tỷ một cái nhân tình, không truy cứu 700 vạn của Tiểu Bắc, để sự tình cứ thế qua đi, thế nhưng mà. Chuyện này chỉ có thể càng thêm cổ vũ cho Hoàng Phủ Tịch phách lối hơn nữa, Tiểu Bắc trong vòng tròn ở Dương Thành về sau sẽ rất khó ngẩng đầu lên. Không để Đào Tỷ xử lý. Chúng ta cũng không thể ám toán Hoàng Phủ Tịch, vậy chúng ta có thể làm gì? Hùng Đại Lực nhìn Sở Trần. Rất đơn giản, nói với cha của hắn, để Hoàng Phủ Tịch đích thân xin lỗi Tiểu Bắc, gia tộc Hoàng Phủ sẽ không còn liên quan. Sở Trần nói, không có Hoàng Phủ gia tộc làm chỗ dựa, Bạch gia bên kia, các cậu không phải muốn làm gì thì làm sao? Vừa dứt lời, ba ngựa ơi trong phòng liền nhìn chằm chằm Sở Trần, hồi lâu, Hạ Bắc cười khổ, Trần ca, chuyện này, làm sao có thể? Hoàng Phủ Tịch thế nhưng là độc đinh dưới gối duy nhất của Hoàng Phủ Hoàng Ngọc, được cưng chiều vô cùng, hắn làm sao có thể xin lỗi. Hùng Đại Lực lắc đầu, thậm chí, lùi một bước, kể cả không có thân phận này, gia tộc Hoàng Phủ làm sao có thể cúi đầu trước chúng ta. Viên Tiểu Dũng cũng lắc đầu, trước giờ tôi chưa từng thấy qua con cháu Hoàng Phủ gia tộc cúi đầu trước người khác. Sở Trần nhìn Hạ Bắc, nếu cậu tin Trần ca, hãy gọi điện thoại, nói rõ với Đào Tỷ, chuyện này, tôi sẽ quản. Sở Trần ngữ khí kiên định, trong lòng Hạ Bắc chấn động, ánh mắt hắn nhìn về Sở Trần. Trong chốc lát, Hạ Bắc nghiến răng nghiến lợi, chấn thanh nói, Trần ca nói rất đúng, cho dù Hoàng Phủ Tịch có cho Đào Tỷ mặt mũi sau đỏ cho qua như không có chuyện gì, đối với Hoàng Phủ Tịch không có tổn thất gì cả, nhưng sau này ta làm sao có thể ngẩng đầu lên được. Trần ca, em sẽ nghe lời anh. Hạ Bắc lựa chọn tin tưởng Sở Trần. Trong khoảng thời gian này, Sở Trần đã làm rất nhiều chuyện hóa mục nát thành thần kỳ. Trong lòng Hạ Bắc cũng mơ hồ mong đợi, có lẽ Trần ca thật sự có thể giúp hẳn thở ngụm ác khí này.
Viên Tiểu Dũng và Hùng Đại Lực nhìn nhau. Tiểu Bắc, cậu phải suy nghĩ kỹ càng, gia tộc Hoàng Phủ, chúng ta thực sự không thể trêu vào, nhưng mà, chuyện này chúng ta chiếm lý. Hùng Đại Lực nghiêm túc nói, đó là một vấn đề lớn, thôi thì cùng bọn họ chiến một lần. Được, Viên Tiểu Đồng cũng lớn tiếng nói, lấy thêm cho mình dũng khí. Vẻ mặt của Hạ Bắc cảm động, hồi lâu, anh ta hít một hơi thật sâu, nghiêm túc nói, Tiểu Đông, Đại Lực, chuyện này, hai người không được nhúng tay vào, ta cùng Trần Ca làm là được. Hùng Đại Lực tức giận liếc nhìn, giữa anh em với nhau, đừng nói mấy lời nhảm với lão tử. U Sao Ca, một ATT giúp Hạ Bắc nhìn Sở Trần. Gọi điện thoại đi, nói rõ với Đào Tỷ, không thể để cho cô ấy đàm phán với Hoàng Phủ Tịch trước được. Sở Trần nói, Hạ Bắc lập tức lấy điện thoại di động ra. Nhưng mà, đúng lúc này, cửa phòng bất ngờ bị đẩy ra. Ánh mắt mấy người nhìn sang, Đào Tỷ, Hạ Bắc buột miệng, sững sờ. Lúc này, không chỉ có Giang Ánh Đào vào phòng, tổng cộng có 5-6 người vào phòng cùng một lúc. Khi nhìn thấy người tới, sắc mặt Hạ Bắc lập tức tối sầm lại, trong mắt không kìm được sự tức giận. Tại sao bọn họ lại ở đây? Hùng Đại Lực cũng buột miệng, đứng bên cạnh Hạ Bắc. Sở Trần Đại Khái đã đoán được thân phận của đám người tới. Lúc này, một thanh niên mặc vest nhìn Hạ Bắc cười nói, Tịch Hiếu, anh nhìn vẻ mặt của hắn này, rõ ràng là không phục, điều này khác xa với những gì Đào Tỷ nói. Hùng Đại Lực nhìn chằm chằm vào người thanh niên, Bạch Hâm Vũ, người có ý gì? Người thanh niên không có sợ hãi, ý tứ không phải rất rõ ràng sao? Nếu Hạ Bác cảm thấy bị đùa nghịch không phục, có thể phóng ngựa tới. Đào Tỷ khẽ cau mày. Lúc này, người thanh niên đứng ở trung tâm nhẹ giọng nói, Tiểu Vũ, đây là địa bàn của Đào Tỷ, cậu không thể làm việc quá đà, ta tin Đào Tỷ sẽ cho chúng ta lời giải thích. Bạch Hâm Vũ vội vàng gật đầu, Tịch Hiếu nói đúng lắm, là tôi quá xúc động. Hạ Bác sắp bùng nổ vì tức giận. Hai tay hắn run lên không kiểm soát được, cho bọn hắn một lời giải thích, từ đầu đến cuối, người bị hại cũng chỉ có chính mình, mà mục đích bọn họ đến, còn muốn Hạ Bắc hắn cho bọn họ lời giải thích sao? Vị này hẳn là Hoàng Phủ Thiếu Gia, đúng không? Sở Trần cười nói, chuyện này đều là Tiểu Bắc không đúng, là hắn xuất hiện trước mặt ngài, hại ngài phải đánh cược, lãng phí thời gian quý giá của ngài, không biết lời giải thích này, Hoàng Phủ Thiếu Gia có hài lòng không? Hoàng Phủ Tịch tò mò liếc nhìn Sở Trần, sau đó nở nụ cười, người ngược lại rất thức thời. Có chút lạ mắt a. Bạch Hâm Vũ đi ra phía trước, không chút kiêng kỵ quét trên dưới Sở Trần vài lần, là tiểu đệ mới nhận của Hạ Bắc sao. Bốp, đột nhiên, một cái tiếng bạt tai vang dội cả căn phòng. Cả phòng bỗng im lặng, tất cả đều chết lặng, Bạch Tân Cương cũng sững sờ, vô ý thức che mặt, đầu óc choáng váng một hồi. Hồi lâu, Bạch Hâm Vũ mới hồi phục lại. Nhìn chằm chằm Sở Trần với đôi mắt gần như phun ra lửa, mày là ai? Tôi là ai không quan trọng, điều quan trọng là anh phải cho tôi một lời giải thích trước. Sở Trần bình thản trả lời, con mẹ mày, Bạch Hâm Vũ tức giận, lập tức cầm lấy chai rượu yêu đập tới Sở Trần. Bang, Sở Trần vừa nhấc chân, thân thể Bạch Hâm Vũ đã bị đá bay ra ngoài, ngã xuống đất đau đớn kêu to một tiếng. Cảnh tượng này diễn ra quá nhanh nên không ai kịp ngăn cản. Viên Tiểu Dũng và Hùng Đại Lực thậm chí còn choáng váng hơn. Bọn họ khi tới đều nhìn thấy Sở Trần, sau khi biết thân phận của Sở Trần, Hùng Đại Lực chỉ sợ hãi thán phục về tông sư trẻ tuổi của Sở Trần, nhưng bọn họ không ngờ rằng Sở Trần giải quyết vấn đề của Hạ Bắc một cách đơn giản và thô lỗ như vậy. Cú tát và cú đá này, trong nháy mắt khiến Hạ Bắc cảm thấy mình được xoa dịu một chút, còn hận không thể vỗ tay tán thưởng. Tuy nhiên, khi ánh mắt của Hạ Bắc rơi vào Hoàng Phủ Tịch, hắn lại trở nên lo lắng. Vẻ mặt của Hoàng Phủ Tịch hiển nhiên trở nên âm trầm, nhìn Sở Trần, người muốn giải thích thế nào? Trong lòng Hạ Bắc giật mình, những người còn lại cũng nhìn Sở Trần với vẻ mặt lo lắng. Giang Ánh Đào không nói, ánh mắt rơi vào trên người Sở Trần, cô cũng muốn biết Sở Trần rốt cuộc muốn tính toán gì. Sở Trần chỉ vào Bạch Hâm Vũ cười nói, hắn hấp tấp chạy đến chữ ức mặt tôi, đem mặt tiến đến gần tay của tôi, hại tôi phí một chút khí lực để đánh hắn, còn làm bẩn tay của tôi, chẳng lẽ... Không cần cho tỏi một lời giải thích sao sao? Vẻ mặt của Giang Ánh Đào hiện lên một tia kinh ngạc. Câu nói này của Sở Trần, ý tứ đối với Hoàng Phủ Tịch hầu như không thay đổi. Anh ta không sợ đắc tội với Hoàng Phủ Tịch sao? Hai mắt Hạ Bắc sáng lên, hưng phấn nhìn Sở Trần. Bất kể như thế nào, những lời nói của Trần Ca lúc này đã khiến anh ta xả được cơn giận. Lúc này, một cô gái xinh đẹp mặc váy ngắn cầm tay Hoàng Phủ Tịch, lạnh giọng nói, Tịch Hiếu, ngài nhìn bọn họ.
căn bản không có ý tứ nhận ra lỗi lầm của mình. Ngược lại, còn đánh hâm Vũ đệ đệ. Hạ Bác nhìn cô gái này, khi nghe thấy giọng nói cô ta, đột nhiên cảm thấy buồn nôn. Trước kia hắn sao lại bị ma quỷ ám ảnh, lại bị cô gái này mê hoặc. Hoàng Phủ Tịch suy nghĩ một chút, sau đó quay đầu nhìn Giang Anh Đào, Đào tỷ, chị cũng thấy rồi, hôm nay là ngày tốt lành để quán ba của chị khai trương, không phải là tôi không nể mặt chị, tôi vốn cũng đã đáp ứng chị, tới đây để Hạ Bác nhận sai, sự việc liền đi qua, nhưng xem ra sự việc không như mong muốn. Lời cuối cùng của Hoàng Phủ Tịch cố ý kéo dài thanh âm, ánh mắt có chút khinh thường liếc nhìn bọn người Sở Trần, bọn họ là muốn tiếp tục trò chơi này. Tịch thiếu, Giang Ánh Đào vừa định mở miệng, Hoàng Phủ Tịch đã khoát tay chặn lại, ngăn cản Giang Ánh Đào, chị yên tâm, tôi sẽ không gây sự tại quán ba. Hoàng Phủ Tịch thật sâu nhìn chằm chằm Sở Trần, người trẻ tuổi cao điệu như vậy, đi ra ngoài sẽ gặp quỷ. Đừng nói ta bắt nạt ngươi, ta cho ngươi thời gian, gọi người. Hoàng Phủ Tịch xoay người bước đi, Bạch Hâm Vũ hung hăng nhìn chằm chằm Sở Trần, rồi cũng rời đi. Trong phòng, mấy người Hùng Đại Lực liếc nhau, Hùng Đại Lực lấy điện thoại di động ra. Đại Lực, cậu định làm gì vậy? Giang Ánh Đào cau mày, đồng thời liếc nhìn Sở Trần, tối nay, vốn dĩ chuyện này có thể đã được xử lý rất tốt, mặc dù Hạ Bắc sẽ chịu chút ủy khuất, nhưng Hoàng Phủ Tịch sẽ không truy cứu chuyện này nữa, Hạ Bắc cũng giảm bớt 700 vạn bồi thường. Tuy nhiên, một tát một đá của Sở Trần đã đẩy hy vọng hòa giải vào bờ vực thẳm. Ý tứ của Hoàng Phủ Tịch rất rõ ràng. Hùng Đại Lực nói, chắc hẳn bọn họ đã bắt đầu tập trung người, đợi chúng ta ở bên ngoài, chúng ta đương nhiên không thể ngồi yên. Tôi cũng sẽ gọi người có thể gọi kêu tới. Viên Tiểu Dũng lấy điện thoại di động ra. Không cần, Sở Trần và Giang Ánh Đào đồng thời nói. Hai người nhìn nhau, Sở Trần mỉm cười, Lady First. Hoàng Phủ Tịch dám để lại câu này. Liền không sợ các cậu gọi người. Giang Anh Đào nói, hắn biết rõ thực lực của các cậu, cho nên nếu muốn cứng đối cứng, đây là không thực tế. Giang Ánh Đào lắc đầu, bây giờ tôi sẽ qua nói chuyện với Hoàng Phủ Tịch xem có thể xoay chuyển được hay không, đừng nói các cậu, ngay cả tôi, cũng khó chống lại được Hoàng Phủ Tịch, hẳn cùng hậu bối trẻ tuổi khác của Hoàng Phủ gia tộc không giống, người này quen ngang ngược càn rỡ, lãm việc vô cùng cao điệu, vừa rồi Sở Trần giống như đánh vào mặt hẳn. Hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Đào tỷ nói rất đúng, không cần phải gọi người. Sở Trần gấp nói tiếp, có điều, hiện tại không phải là hắn không bỏ qua vấn đề, mà là chúng ta không bỏ qua. Vừa rồi tôi muốn một lời giải thích, bọn hắn vẫn chưa trò đâu. Cậu điên rồi, Giang Ánh Đào thốt ra. Tôi chỉ muốn đòi cho Tiểu Bắc một lời giải thích. Đôi mắt Sở Trần xẹt qua một đạo lãnh quang, Tiểu Bắc vô duyên vô cớ bị bọn hắn trêu đùa. Bây giờ còn đang lan truyền khắp trong giới, chuyện này, tôi nói không cho qua, ai cũng không qua được, không phải chỉ là một cái Hoàng Phủ Tịch, tôi ra ngoài gọi điện thoại. Sau khi Sở Trần bước ra khỏi phòng, Giang Ánh Đào lúc này mới phản ứng, Tiểu Bắc, cậu có biết anh ta muốn gọi cho ai không? Ngay cả Hoàng Phủ Tịch cũng không để vào mắt, Hạ Bắc cũng sững sờ. Hồi lâu, hẳn chỉ có thể đoán, Trần Ca và Ninh Gia hình như có mối quan hệ nào đó. Ninh Gia. Viên Tiểu Dũng và Hùng Đại Lực đồng thời thở nhẹ. Tuy nhiên, Hùng Đại Lực suy nghĩ một lúc rồi nói, nếu Ninh Gia ra tay, ngược lại có thể giải quyết được chuyện tối nay. Tuy nhiên, yêu cầu Hoàng Phủ Tịch xin lỗi, đây là chuyện quá viển vông, Hoàng Phủ Tịch không có khả năng cúi đầu, cho dù là Ninh Gia. Không sai, Giang Ánh Đào nói, hơn nữa, chuyện tối nay, Ninh Gia cỏ đến không nhất định giải quyết được, thậm chí nó có thể làm tăng thêm xung đột, không thể ngăn cản y đọc nữa. Hoàng Phủ Tịch có tiếng là một kẻ điên, hậu bối Ninh gia có thể không dám đến lôi vào vũng nước bùn này. Sở Trần từ trong phòng đi ra, hướng một nơi yên tĩnh. Phía sau, một người lặng lẽ đi theo Sở Trần. Góc rẽ, Sở chờ gọi điện thoại, Sở sư phụ, đầu bên kia điện thoại, truyền đến một giọng nói có chút kinh hỉ, hắn không nghĩ đêm hôm khuya khoắt Sở Trần lại gọi cho hắn. Tôi đang ở Dương Thành, hiện ở quán ba 21 Century vừa mới khai trương. Đã gặp phải ít chuyên. Sở Trần nói, có người nói muốn thu thập tôi tại đây. Sở Trần gọi cú điện thoại này chính là cho Hoàng Phủ Hòa Ngọc, hắn có ấn tượng tốt với Hoàng Phủ Hòa Ngọc, vì vậy trước khi giải quyết vấn đề này, Sở Trần cảm thấy cần phải chào hỏi Hoàng Phủ Hòa Ngọc trước. Nghe đến đây, Hoàng Phủ Hòa Ngọc lập tức sững sờ, không khỏi thì thào, Sở sư phụ, ngài, nói đùa rồi. Theo suy nghĩ của Hoàng Phủ Hòa Ngọc, loại địa phương như quán ba kia, người muốn thu thập Sở Trần, chỉ sợ không tồn tại. Không có nói đùa, Sở Trần nói, người kia tên là Hoàng Phủ Tịch,
mọi người đều gọi anh ta là Tịch Hiếu. Tống gia, trên Mai Hoa Thung, Hoàng Phù Hỏa Ngọc trực tiếp vấp ngã, lảo đảo té xuống, hai mắt trợn tròn, cả người run lên, cái gì? Minh hao tâm khổ tứ, phí hết tâm tư để có được sự chỉ điểm về công phu quyền cước cao thâm của Sở Trần, con của mình vậy mà trong nháy mắt đi trêu chọc Sở Trần. Hoàng Phủ Hòa Ngọc đương nhiên rõ ràng tính cách của con trai mình, càng rõ ràng hơn nữa, con trai mình dùng chút thực lực đó bắt nạt người khác còn được, nhưng ở trước mặt Sở Trần, căn bản không tính là gì. Hoàng Phủ Hòa Ngọc lập tức minh bạch vì sao Sở Trần gọi ông ta, Sở Sư Phụ, cảm ơn ngài, tôi lập tức sẽ gọi điện thoại cho nghịch tử đó, không, tôi sẽ tới đó ngay lập tức. Sở Trần ậm ừ, vậy thì một giờ nữa tôi sẽ rời quán ba. Sau khi Sở Trần cúp điện thoại, người đang nghe trộm trong bóng tối cũng vội vàng rời đi, đẩy cửa một căn phòng ra. Tịch Hiếu, tiểu tử đó thật sự đi gọi ai đó. Người này nói, cụ thể là ai thì tôi không biết, nhưng hắn ta nói rằng hắn sẽ rời khỏi quán ba trong một giờ nữa. Bạch Hâm Vũ vô ý thức che gương mặt bị đánh, hắn cười lạnh nói, cứ để bọn họ tùy ý kêu ngòi tới, ta ngược lão muôn xem, ai dám giúp bọn hắn, vẻ mặt Hoàng Phủ Tịch lãnh đạm, thái độ cao ngạo, truyền lời ra ngoài cho ta. Tối nay ai dám giúp Hạ Bắc, chính là đắc tội với Hoàng Phủ Tịch ta. Tịch Hiếu, bởi như vậy, chỉ sợ, bọn hắn sau khi ra ngoài sẽ phát hiện những cuộc gọi của mình đều vô ích. Bạch Phượng khoác lên bả vai Hoàng Phủ Tịch, cười vô cùng vũ mị, quần áo trên người cũng vô cùng mát mẻ. Hoàng Phủ Tịch uống xong mấy lị rượu ngoại, ánh mắt không nhìn được nhìn qua, thuận thế ôm eo Bạch Phượng, nói thật, chiến một trận với Hạ Bắc không có gì vui, ta là vẫn muốn chiến đấu với Phượng Nhi hơn. Dấu lớn Bạch Phượng ngượng ngùng cúi đầu, Tịch Hiếu xấu quá. Hoàng Phủ Tịch cười ha ha một tiếng, trong mắt lộ ra một tia khinh thường, nếu không phải sau lưng có họ Giang có chút bối cảnh, tối nay bản thiếu sẽ trực tiếp đập nát cái quán ba này, chỉ là một tên Hạ Bắc, ai dám che chở, ta rất muốn xem, ai sẽ tới giúp hắn ta. Tên tiểu Bạch Kiểm vừa rồi đánh ta cũng sẽ đi tra thân phận của hắn. Bạch Hâm Vũ nói tục vài câu, lão tử nhất định phải chơi chết hắn. Gian phòng khác, Sở Trần đẩy cửa đi vào, đôi mắt của mấy người nhìn qua, thần sắc khác nhau. Không có chuyện gì, đến giờ ăn uống rồi. Sở Trần cười, tôi đã thu xếp xong mọi việc rồi, một tiếng nữa chúng ta sẽ rời đi. Trần ca, anh, đã sắp xếp xong rồi. Hạ Bắc có chút choáng váng. Giang Ánh Đào nhìn Sở Trần, mày liễu cau lại, lấy thực lực của cậu, cậu có thể rời khỏi quán ba bất cứ lúc nào, không ai có thể ngăn cản cậu. Nhưng cậu phải tính đến sự an toàn của Tiểu Bắc và những người khác. Lấy tính cách của Hoàng Phủ Tịch, bây giờ có ít nhất 100 người tụ tập ở bên ngoài. Đào tỷ, đừng lo lắng, vừa rồi tôi đã nói, điều tôi muốn không phải là rời đi, mà là để Hoàng Phủ Tịch xin lỗi Tiểu Bắc. Sở Trần nói, tóm lại, sau một tiếng nữa, tự mình xem sẽ hiểu. Viên Tiểu Dũng và Hùng Đại Lực cũng có chút sững sờ. Họ tin rằng cho dù có người của Ninh gia tới, Hoàng Phủ Tịch cũng sẽ không cúi đầu. Sở Trần, cậu hoàn toàn không hiểu Hoàng Phủ Tịch, Giang Ánh Đào còn muốn nói. Sở Trần xua tay, trong lòng tôi tự biết rõ. Sở Trần cầm ly rượu lên, cười nhẹ, chúc Đào tỷ khai trương đại cát. Hạ Bắc cũng hít một hơi thật sâu, nào, tởi, chúng ta uống thống khoái. Sau vài ly rượu, nhạc chuông điện thoại Hạ Bắc đột nhiên vang lên. Hạ Bắc nhấc máy, vẻ mặt biến đoi. Là điện thoại của ai? Hùng Đại Lực vô ý thức hỏi, đại ca ta, vẻ mặt Hạ Bắc biến đổi, hắn biết rõ chuyện này nhất định sẽ đến tai Hạ gia. Hạ Bắc trả lời điện thoại, đại gạch dưới 11K. Cậu còn mặt mũi gọi người đại ca này sao? Đầu dây bên kia, giọng nói cực kỳ lạnh lùng và nghiêm nghị, gần như gào thét lên, cậu thật sự đã làm Hạ gia mất hết mặt mũi. Đường đường là tam thiếu gia nhà họ Hạ vậy mà chỉ vì một người phụ nữ mà trở thành trò cười. Cậu ở bên ngoài đã làm gì vậy? Cậu có thể có chút tỉa đồ được không? Hạ Bắc giữ chặt điện thoại, đại ca, em, đừng nói gì nữa, cút ngay về nhà đi. Đầu dây bên kia vang lên một trận âm thanh, tay Hạ Bắc khẽ run. Thật lâu sau, Hạ Bắc đặt điện thoại xuống, trong lòng cảm giác nhục nhã không thể nào áp chế được. Nhìn thấy cảnh này, Giang Ánh Đào sững sờ, trong chuyện này từ đầu đến cuối cô đều muốn hòa giải với Hoàng Phủ Tịch. Cô chủ quan cho rằng Hạ Bắc Khỉ phải chịu một chút hủy khuất, tiết kiệm được 700 vạn, sau đó để mọi chuyện hoàn toàn hóa giải, là phương thức giải quyết sau cùng, nhưng giờ phút này Giang Ánh Đào đã minh bạch ý tứ của Sở Trần. Đối với Hạ Bắc, vụ việc này ảnh hưởng quá lớn. Đủ để khiến hắn cả đời này không thể ngóc đầu lên trong giới.
Mặc dù vừa rồi điện thoại không có bật loa ngoài, nhưng mọi người đều có thể nghe thấy rõ ràng tiếng gầm gừ tức giận. Đối với Hạ gia mà nói, Hạ Bác đã bị đóng đinh vào cột của sự sỉ nhục. Tôi sẽ nghĩ cách, cho dù tôi không thể lay chuyển được Hoàng Phủ Tịch, nhưng tôi sẽ cố gắng để Bạch Hâm Vũ xin lỗi. Giang Ánh Đào chủ động nói. Sở Trần ngạc nhiên liếc nhìn Giang Ánh Đào. Sở Trần thực sự có chút hiếu kỳ, đằng sau người phụ nữ quyến rũ này, rốt cuộc là thân phận gì? Với năng lực của Minh, cô ta hẳn ở tầng lớp cao hơn đám người Hạ Bắc, cô ta có mối quan hệ rất thân thiết với đám Hạ Bắc, nói một cách đơn giản, cô ta chính là đại tỷ của đám ba người Hạ Bắc. Cuộc điện thoại từ Hạ ra dường như khiến Giang Ánh Đào ý thức được sơ suất trong hành động của mình, cô không chút do dự lìa đã đưa ra lựa chọn khác. Đào tỷ, trước hết hãy để tôi thử trước. Sở Trần nói, tôi có thể đảm bảo, không ai có thể chạm vào bất kỳ ai trong số chúng ta. Sở Trần nhìn Hạ Bắc, vỗ vỗ vai hắn, đừng lo, đêm nay ta sẽ làm cho cậu ngẩng đầu về nhà. Một giờ tiếp theo chính là khoảng thời gian vô cùng cực hình đối với Hạ Bắc. Trong khoảng thời gian này, Hạ Bắc nhận được vài cuộc gọi từ người thân trong Hạ gia, mỗi cuộc gọi được kết nối, đều là những lời trách mắng anh ta. Cuối cùng, Hạ Bắc không còn cách nào khác, đành phải tắt máy điện thoại. Đối với kế hoạch hôm nay, chỉ có thể dựa vào Trần ca. Hạ Bắc nhìn Sở Trần, trong lòng hắn luôn ghi nhớ những gì Sở Trần đã nói, tối nay sẽ để hắn ngẩng đầu về nhà. Sắp đến giờ rồi, chúng ta đi thôi. Sở Trần đứng lên trước nhìn Giang Ánh Đào, Đào tỷ, lần nữa chúc chị làm ăn phát đạt, chúng ta đi trước. Giang Ánh Đào đứng lên, tôi sẽ đưa các cậu ra ngoài. Thứ nhất, cô muốn dùng thực lực của mình bảo hộ Hạ Bắc một chút. Thứ hai, cô muốn xem Sở Trần đến tột cùng mời người nào của Ninh gia tới. Theo suy nghĩ của Giang Ánh Đào, chắc chắn Sở Trần đã mời người nhà họ Ninh tới cho nên mới có thể tự tin như vậy. Tuy nhiên, Giang Ánh Đào so với Sở Trần thì hiểu tính khí của Hoàng Phủ Tịch hơn, Hoàng Phủ Tịch chưa chắc đã cho Ninh gia mặt mũi. Đây là niềm vinh hạnh của chúng ta. Sở Trần nhìn Giang Ánh Đào một stus, không thể không nói, trên người nữ nhân này phóng xuất ra mị lực. Không giây phút nào không hấp dẫn ánh mắt người nhìn. Sở Trần cùng Giang Ánh Đào dẫn đầu đi ra, Hạ Bắc liếc nhìn Hùng Đại Lực đang cầm trên tay một chai rượu thủy tinh, hắn lắc đầu, Đại Lực, không cần dùng cái này, nếu thật sự có đánh nhau, một cái bình dược thì có thể làm gì, đi thôi, ta tin tưởng Trần ca. Hùng Đại Lực đặt chai rượu xuống, đến lúc này, hắn cũng không để ý nữa, đi thôi, để tôi xem Hoàng Phủ đã chuẩn bị cho chúng ta trận chiến như thế nào. Đám người bước ra khỏi quán bar. Vào lúc này, rất nhiều người tụ tập tại một bãi trống ở lối vào của quán bar, mặt mũi của Tịch Thiếu, không ai dám không cho. Khi Hạ Bắc xuất hiện ở cửa quán bar, đám người đang phóng đãng bên ngoài đột nhiên đứng thẳng dậy, dùng ánh mắt bất thiện nhìn Hạ Bắc. Một đám chó chết, Hùng Đại Lực liếc nhìn, trong lòng đột nhiên thầm chửi rủa. Trong đám đông, anh ta nhìn thấy một đám người mà anh ta từng bí mật gọi yêu cầu trợ giúp, sau khi đối phương cự tuyệt. Lúc này lại đang đứng trong đội ngũ của Hoàng Phủ Tịch. Nhìn xung quanh, quả nhiên có hơn trăm người. Nhịp tim của Hạ Bắc đập dồn dập không kiểm soát được, vô ý thức nhìn về phía Sở Trần. Sở Trần vẻ mặt bình tĩnh, đi về phía trước. Trước mặt có ba chiếc xe hơi sang trọng đang đậu. Lúc đám người Sở Trần bước tới, ánh đèn xe sang đột nhiên bật sáng, chói mắt vô cùng. Đám người Hạ Bắc vô ý thức giơ tay ngăn ánh đèn. Lúc này, một tiếng cười chát chúa vang lên từ bên hông một chiếc xe sang. Sau gió là một giọng nổi vang lên, mấy cải tôm tép nhãi nhép, tại dưới ánh đèn, đều nên lộ ra nguyên hình đi. Trước quán bar, quản lý Giang đứng bên cạnh Giang Ánh Đào, nhỏ giọng nói, tiểu thư, chuyện tối nay, lý đô đuôi nhất chúng ta có thể nhúng tay, đó chính là bọn hắn tụ tập tại cửa quán bar 21 ẩu đả gây sự, chúng ta có nên động thủ hay không? Con người Giang Ánh Đào rơi vào trên người Sở Trần, từ đầu đến cuối, Sở Trần cho cô cảm giác vô cùng bình tĩnh. Bạch Hâm Vũ đã sải bước đi lén, giờ phút này người đông thế mạnh, hắn tự nhiên không sợ Sở Trần, có điều, để cho an toàn, hắn cùng Sở Trần vẫn giữ khoảng cách, duy trì khoảng cách an toàn nhất định, hắn ta cười lạnh nhìn chằm chằm Sở Trần, mày không phải rất kiêu căng ngạo mạn sao? Tao nghe nói mày đi ra ngoài gọi người, tại sao? Không ai dám tới đây, một trận cười vang lên, có Tịch Thiếu ở đây, ai dám tới tê lầu lắm rồi tao mới gặp kẻ có mắt không tròng như vậy. Lát nữa phải chạy nhanh hai bước chân, nếu không lại bị vạ lây mất. Sở Trần liếc nhìn Bạch Hâm Vũ, lỗ tai tôi không được tốt lắm, anh tới gần đây mấy bước nào. Sắc mặt Bạch Hâm Vũ biến ảo một chút, nghĩ đến bị Sở Trần làm nhục trong phòng, trong mắt lóe lên một tia tức giận,
hắn nhìn chằm chằm Sở Trần nghiến răng nghiến lợi, mày cứ chờ đi, rất nhanh thôi, mày sẽ phải quỳ xuống nhận lỗi. Anh có dám cùng tôi đánh cuộc không? Sở Trần nói, người phải quỳ xuống nhận lỗi tối nay sẽ là anh có tin không? Tất cả người có mặt đều lộ ra tia kinh ngạc, sau đó tất cả đều cười to. Bạch Hâm Vũ không nhịn được cười một cách nghiền ngẫm, mày muốn đánh cược cái gì? Không bằng, người thua cuộc sẽ phải quỳ xuống, sau đó sẽ bỏ để rời khỏi đây. Sở Trần cười, được, tốt, đừng nói nhảm nữa. Hoàng Phủ Tịch ôm eo Bạch Phượng chỉ vào Hạ Bắc, bản thiếu mang cậu ra làm trò đùa, chính là để mắt tới cậu, tối nay có rất nhiều bằng hữu của ta ở đây, ta cũng lười nói thêm với cậu, cho cậu hai lựa chọn, hoặc là để lại một tay một chân, hoặc quỳ xuống dập đầu cho đến khi ta hài lòng mới thôi. Vẻ mặt Hạ Bắc biến ảo một chút, Hùng Đại Lực và Viên Tiểu Dũng đứng ở bên trái và bên phải của hắn, tất cả đều cảnh giác nhìn xung quanh. Tịch thiếu uy phong thật lón. Sở Trần đi về phía Hoàng Phủ Tịch, thấy vậy, sắc mặt Bạch Hâm Vũ biến đổi, vô ý thức thốt lên, Tịch thiếu, cẩn thận. Mặt của Hoàng Phủ Tịch hiện lên tia khinh thường, khinh miệt nhìn Sở Trần, ta hy vọng ngươi có dũng khí chạm vào ta. Sở Trần đứng trước mặt Hoàng Phủ Tê, xiết khuôn mặt của Hoàng Phủ Tịch tràn đầy ý trêu tức. Trong đời, hắn chưa từng thử mùi vị bị đánh. Hoàng Phủ Tịch nhìn Hạ Bắc, ta cho cậu 3 phút để suy nghĩ. Nói xong, ánh mắt Hoàng Phủ Tịch rơi vào người Sở Trần, còn ngươi, quỳ xuống cho bản thiếu ngay lập tức. Thanh âm của Hoàng Phủ Tịch có mấy phần lạnh lùng, bộ dáng bình tĩnh từ đầu đến cuối của Sở Trần khiến hắn cảm thấy vô cùng khó chịu. Theo suy nghĩ của Hoàng Phủ Tịch, Sở Trần không đủ tư cách trang bức trước mặt anh ta. Nếu đầu gối của ngươi rất cứng ta có thể để người giúp ngươi. Sở Trần nhìn Hoàng Phủ Tịch, đột nhiên, hai tay bỗng hạ xuống xuống. Ba, cửa quán ba. Giang Ánh Đào kêu lên, lập tức ngốc trệ, xong. Quản lý Giang cũng hoàn toàn sững sờ, hiện tại đừng nói là chúng ta xen vào, cho dù Thiên Vương lão tử có tới cũng không cứu được họ. Mọi người đều sững sờ, trừng lớn mắt, Tịch thiếu, bị đánh rồi. Bạch Phượng vốn đang được Hoàng Phủ Tịch ôm cũng trở nên ngây người, sững sờ nhìn Sở Trần. Tên ngốc này không biết hậu qua của việc đắc tội Tịch thiếu sao. Giết chết hắn, đánh cho đến chết, Bạch Hâm Vũ lúc này mới phản ứng lại. Tức giận hét lên, chỉ vào Sở Trần. Mọi người đứng chung một chỗ. Hùng Đại Lực thấy vậy không hề nao núng, cùng mấy người lao về phía Sở Trần. Bọn họ vốn ít người, chỉ có ôm thành một đoàn, họ mới có thể có cơ hội chống lại. Hoàng Phủ Tịch lấy lại tinh thần, trong mắt lộ ra vẻ điên cuồng, khuôn mặt truyền đến cảm giác nóng bỏng. Đây là lần đầu tiên của hắn, tao muốn mạng của mày. Hoàng Phủ Tịch nghiến răng nghiến lợi, trong mắt tràn đầy hận ý cùng phẫn nộ. Trong chớp mắt, một chiếc ô tô đang chạy nhanh đột ngột lao về phía bên này, bóp còi rồi lao thẳng vào khoảng đất trống trước quán bar. Một tiếng thắng chói tai vang lên, xe dừng bên cạnh Sở Trần. Tất cả mọi người đều giật mình trước sự xuất hiện đột ngột của một chiếc ô tô, ánh mắt đều dán chặt vào chiếc xe. Từ ghế lái, Tống Thu đẩy cửa ra, gọi Sở Trần, anh rể. Hoàng Phủ Tịch sắc mặt âm lãnh, trong mắt hiện lên tia lửa, dừng lại làm gì? Giết chết hắn. Hắn đời này chưa bao giờ nhận qua nhục nhã như vậy. Cha hắn cũng chưa bao giờ đánh hắn. Hoàng Phủ Tịch hận không thể lập tức trông thấy Sở Trần quỳ ở trước mặt của hắn, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Hoàng Phủ Tịch, người uy phong thật lớn. Một giọng nói tức giận vang lên như sấm sét, cửa xe bị đẩy ra, một người mang theo khuôn mặt tức giận, mắt to như chuông đồng, nhìn chằm chằm vào Hoàng Phủ Tịch, sải bước đi qua, không nói lời gì, một bàn tay hướng phía Hoàng Phủ Tịch đánh tới. Ba, cái tát này vô cùng vang dội, còn vang dội hơn nhiều so với cú tát của Sở Trần vào Hoàng Phủ Tịch vừa rồi. Thân thể Hoàng Phủ Tịch trực tiếp loạng choạng ngã xuống đất. Thấy vậy, Bạch Hâm Vũ tức giận gầm lên, chỉ tay, con mẹ nó ngươi, oanh. Bạch Hâm Vũ cảm thấy bụng dưới truyền đến cơn đau nhói, cả người như muốn tan ra, ngã bịch xuống đất. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, Bạch Hâm Vũ có nằm mơ cũng không nghĩ đến, người xuất thủ là nam tử đứng bên cạnh mình. Bạch Hâm Vũ biết thân phận của người đàn ông này, hắn ta là vệ sĩ riêng của Hoàng Phủ Tịch, thực lực mạnh mẽ. Nhiều người không khỏi bàng hoàng trước cảnh tượng này. Đây là làm sao vậy? Hùng Đại Lực sửng sốt, đột nhiên đi ra một người, hung hăng tát Hoàng Phủ Tịch một cái. Ngay lúc Bạch Hâm Vũ định chuẩn bị mở miệng chửi thề, vệ sĩ của Hoàng Phủ Tịch đã trực tiếp đá Bạch Hâm Vũ ngã trên mặt đất. NSCMG người đang hung hăng xung quanh cũng phải choáng váng. Đương nhiên. Cũng có người nhìn thấy rõ khuôn mặt người tới, vô ý thức há hốc mồm, không thể tin được, ở cửa quán bar,
Giang Anh Đào cũng kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt, người Ninh gia tới sao? Bản thân Giang Anh Đào cũng vô ý thức lắc đầu, nếu người nhà họ Ninh thực sự đến thì không thể vừa tới đã nổi giận đùng đùng đánh Hoàng Phủ Tịch như vậy được, mà lại, vệ sĩ của Hoàng Phủ Tịch vẫn một mực đứng một bên, đây cũng quá phản khoa học. Hoàng Phủ Tịch lấy lại bình tĩnh lại, thân thể run rẩy đứng lên. Người đến đương nhiên là Hoàng Phủ Hoàng Ngọc. Hoàng Phủ Hoàng Ngọc từ xa nhìn thấy hình ảnh nhiều người khí thế hùng hổ bao vây Sở Trần, trong lòng không kìm nén được nộ khí, lập tức bộc phát. Bỏ những cái khác không nói, theo ý của Hoàng Phủ Tịch, Sở Trần sớm gọi điện thoại cho hắn, đây đã là cho hắn mặt mũi, nếu không, đêm nay Hoàng Phủ Tịch sợ rằng sẽ trực tiếp bị Sở Trần ngẫm đạp. Hoàng Phủ Hoàng Ngọc giận không có chỗ phát tiết, bỗng lại một cú đá bất ngờ, Hoàng Phủ Tịch lại ngã xuống đất. Mọi người đều sững sờ. Lại có người đánh Hoàng Phủ Tịch một cách thô bạo như vậy, thật không thể tin được, càng thêm khó mà tin nổi là, tên vệ sĩ riêng kia của Hoàng Phủ Tịch, giờ phút này thậm chí ngay cả cái giấm cũng không dám thả, thậm chí liền tới đỡ Hoàng Phủ Tịch một chút cũng không dám. Lối vào quán bar, Hoàng Phủ Hoàng Ngọc quay lưng về phía của Giang Ánh Đào, lúc này, quản lý Giang từ một phía vội vã chạy tới, tôi đã thấy rõ ràng, quản lý Giang không thể tin được, đó, à Hoàng Phủ Hoàng Ngọc. Giang Ánh Đào không khỏi choáng váng. Cha của Hoàng Phủ Tịch, Giang Ánh Đào cuối cùng cũng hiểu tại sao hơn chục tên vệ sĩ đột nhiên lại ngoan ngoãn như bầy cừu. Hoàng Phủ Tịch là kim chủ của bọn họ, nhưng vị này là cha của kim chủ. Không ai dám động đối đầu với Hoàng Phủ Hoàng Ngọc. Lúc này, Hoàng Phủ Tịch đang nằm trên mặt đất, rốt cuộc cũng thở một hơi, nhìn Hoàng Phủ Hoàng Ngọc, nước mắt lưng tròng, thanh âm mang theo ủy khuất. Cha, lời nói vừa rơi xuống, đám người Hạ Bắc đều sững sờ. Mắt trợn tròn nhìn Hoàng Phủ Hoàng Ngọc. Vị trước mặt này, vậy mà lại là một trong những minh chủ danh danh đại đỉnh của Liên Minh Tông Sư Cửu Thành, là anh trai của gia chủ Hoàng Phủ gia tộc, Hoàng Phủ Hoàng Ngọc. Hùng Đại Lực đột nhiên nghĩ đến những gì Sở Trần đớ nói trong phòng, tìm cha của hắn. Sở Trần vậy mà đã gọi cha của Hoàng Phủ Tịch tới. Cái này, trực tiếp ném vương nổ nha. Ánh mắt Phiên Tiểu Dũng toát ra vẻ không tin, nhìn Sở Trần, hắn cuối cùng minh bạch Sở Trần vì cái gì từ đầu đến cuối không có chút rung động nào. Hoàng Phủ Tịch rời sông lấp biển, thích làm gì thì một làm, đó cũng là bởi vì sau lưng của hắn có người cha Hoàng Phủ Hoàng Ngọc này, hiện tại Sở Trần trực tiếp đem cha hắn tới, cái này đơn giản chính là trực tiếp đem Hoàng Phủ Tịch đè xuống đất ma sát. Đứng lên, Hoàng Phủ Hoàng Ngọc vẫn còn tức giận nhìn chằm chằm Hoàng Phủ Tịch, nhìn ngươi một chút xem, bây giờ có bộ dáng gì? Có phải là ta bình thường đối với ngươi quá ít quản giáo, mới khiến cho ngươi vô pháp vô thiên như thế? Hoàng Phủ Tịch có chút khó hiểu. Mặc dù cha hắn là một tông sư quyền giới, nhưng ông ấy có tính cách rất ôn hòa, rất ép ti khi khiển trách hắn chứ đừng nói đến việc ra tay với hắn. Tuy nhiên, đêm nay, ông ấy dường như ăn phải thùng nổ, thậm chí nhìn vào ánh mắt kia, khiến Hoàng Phủ Tịch cảm thấy mình sẽ phải tiếp tục bị đánh. Hoàng Phủ Tịch không biết tại sao cha mình lại xuất hiện đột ngột như vậy, vì vậy hắn cúi đầu, không nói lời nào. Hoàng Phủ Hoàng Ngọc nhìn Hoàng Phủ Tịch như vậy thì càng tức giận hơn. Vừa định động thủ thì Sở Trần đã nói, Hoàng Phủ Minh Chủ, nếu ngài muốn đánh chết con trai mình, cũng không vội, chúng ta giải quyết chuyện trước mặt trước đi, rất nhiều người đều đang xem. Nghe vậy, Hoàng Phủ Hoàng Ngọc gật đầu, Sở Sư Phụ, ngài nói đúng. Không ít người kinh ngạc nhìn Sở Trần. Sau khi biết danh tính của Hoàng Phủ Hoàng Ngọc, bọn họ đã vô cùng chấn kinh, nhưng vào lúc này, khi nghe thấy Hoàng Phủ Hoàng Ngọc nói chuyện với Sở Trần, rõ ràng dùng ngữ điệu có chút tôn kính. Tất cả ánh mắt đều rơi vào người Sở Trần, lộ ra vẻ kinh ngạc, tất cả đều hiếu kỳ về thân phận của Sở Trần. Bạch Hâm Vũ vừa rồi mới bị đá lại, giờ này đã tái mét, đứng ở một bên, hai chân không tự chủ được run lên. Mặc dù không biết thân phận của Sở Trần, nhưng hắn có thể thấy được thái độ của Hoàng Phủ Hoàng Ngọc, Bạch Hâm Vũ có thể nhìn trước được kết cục tối nay của hắn. Hoàng Phủ Hoàng Ngọc giận dữ hét vào mặt Hoàng Phủ Tịch, còn không mau qua đây. Cho dù Hoàng Phủ Tịch có ngu ngốc đến đâu, hắn cũng rõ ràng, người đã báo cho cha hắn đến đây chính là kẻ trước mặt mà hắn vừa rồi muốn giết. Hoàng Phủ Tịch không dám có chút ý nào chống lại mệnh lệnh của Hoàng Phủ Hoàng Ngọc, ở bên ngoài hắn là Tịch Thiếu, nhưng về nhà, tại trước mặt Hoàng Phủ Hoàng Ngọc, hắn nhu thuận như cháu trai. Hướng Sở Sư Phụ xin lỗi. Hoàng Phủ Hoàng Ngọc lạnh lùng nói. Hoàng Phủ Tịch đột nhiên ngẩng đầu lên, cha, vừa rồi hắn đã đánh con. Vô cùng cảm tạ Sở Sư Phụ, vừa rồi đã thay tôi quản giáo con trai. Hoàng Phủ Hoàng Ngọc nói, ta mặc kệ đã xảy ra chuyện, trước tiên xin lỗi Sở Sư Phụ, sau đó nói những lời khác.
Ánh mắt Hoàng Phủ Tịch lộ ra vẻ không tin, hắn trước nay chưa từng thấy cha mình coi trọng ai như vậy. Trong lòng Hoàng Phủ Tịch có tiếng hét lớn, tuyệt đối không được cúi đầu xin lỗi, đối phương vừa mới đánh mình, bắt hắn xin lỗi là điều không thể nào. Coi như cha hắn có thái độ cứng rắn thế nào đi chăng nữa. Từ đầu tới cuối mình con của ông ấy, chẳng lẽ ông ấy sẽ đánh chết mình sao? Nhưng sẽ lại phải chịu một trận đánh. Hoàng Phủ Tịch hít sâu một hơi, dùng hai tay nắm chặt, sau đó hét lớn, Sở sư phụ, thư xê xin lỗi. Hoàng Phủ Tịch sợ, tuy rằng trong lòng thanh âm không ngừng gầm thét nhưng cản bản không thể dao động được trái tim đang sợ hãi việc bị đập của Hoàng Phủ Tịch. Hơn nữa, với thái độ của Hoàng Phủ Hòa Ngọc ở trước mặt, Hoàng Phủ Tịch đã quá hiểu cha mình, loại tình huống này, chịu thua nhận lỗi là đường ra duy nhất của hắn. Hoàng Phủ Tịch kiêu ngạo càn rỡ, nhưng anh ta không phải là kẻ ngốc. Phong cách hành sự của hắn ta kiêu căng ngạo mạn, là bởi vì trong lòng có chừng mực, hầu như những kẻ mà hắn dẫm lên đều là những người có thực lực kém xa hắn. Theo suy nghĩ của Hoàng Phủ Tịch, chỉ là một cái hạ gia thiếu gia, hắn ta hoàn toàn không thèm để mắt, thích dẫm liền dẫm, nhưng nếu Giang Ánh Đạo ra mặt, trong tình huống bình thường, hắn có thể cho Giang Ánh Đào chút mặt mũi, không còn so đo với Hạ Bắc. Đối với Hoàng Phủ Tịch, đây là bán cho Giang Ánh Đào một nhân tình, ai biết được, đối phương thế mà không lĩnh tình. Hoàng Phủ Tịch không biết lai lịch của cái Sở sư phụ trước mặt này, tóm lại, chắc chắn phải nhận lỗi. Hoàng Phủ Tịch cúi đầu nhận lỗi vô ý thức gây ra một chút xáo trộn cho đám người xung quanh. Chưa ai từng thấy Tịch thiếu cúi đầu bao giờ. Sở Trần đã làm được. Lúc này, đám người Hạ Bắc nhìn vào đôi mắt của Sở Trần, tràn đầy khí thế hừng hực. Cậu không cần xin lỗi tôi. Sở Trần nói, hãy xin lỗi Hạ Bắc. Nghe vậy, sắc mặt của Hoàng Phủ Tịch biến ảo vài lần. Hoàng Phủ Hòa Ngọc nhìn chằm chằm vào Hoàng Phủ Tịch. Hoàng Phủ Minh Chủ, không bằng tìm người tới nói cho ngài biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Sở Trần vừa mở miệng, ngón tay đột nhiên chỉ vào Bạch Hâm Vũ vị Bạch thiếu gia này, đến nói chuyện với Hoàng Phủ Minh Chủ một chút, nhớ kỹ. Đừng có thêm mắm thêm muối bất kỳ một câu chữ nào. Hai chân Bạch Hâm Vũ vốn đang run rẩy, vừa nghe nói tới, liền ngã quỵ xuống đất, dùng mình một cái. Hoàng Phủ Hòa Ngọc cau mày. Bạch Phượng lúc này đang đứng bên cạnh Bạch Hâm Vũ, sắc mặt đã không còn chút huyết sắc, tái nhợt vô cùng, giờ đây đã hối hận vô cùng. Cô ta vốn nghĩ sẽ được trải qua một đêm vui sướng, sau đó lèn trèo lên cành cao của Hoàng Phủ gia tộc, nhưng cô ta không ngờ lại xảy ra loại biến cố này. Nếu Hoàng Phủ Hòa Ngọc truy cứu trách nhiệm, Hoàng Phủ Tịch là con trai của ông ta, đương nhiên sẽ không bị trừng phạt quá nặng, nhưng mà Bạch gia tính là cái gì trong mắt Hoàng Phủ Hòa Ngọc? Bạch Hâm Vũ không có cách nào đứng dậy. Hoàng Phủ Minh Chủ, một giọng nói vang lên, Giang Ánh Đào bước tới, tên tôi là Giang Ánh Đào, Tiểu Bắc cũng là bạn của tôi, chuyện này, vân là để một người ngoài như tôi nói đi. Giang Ánh Đào ngay lập tức đem sự việc một năm một mười nói cho Hoàng Phủ Hòa Ngọc. Sắc mặt của Hoàng Phủ Hòa Ngọc càng thêm âm trầm, ánh mắt gần như phun ra lửa, tức giận nhìn chằm chằm Hoàng Phủ Tịch. Vào lúc này, Hoàng Phủ Hòa Ngọc thực sự có loại xúc động muốn đưa tên nghịch tử này trở lại trong bụng mẹ. Người còn có gan tung tin, nói thiếu gia nhà họ Hạ bị nữ nhân mê thần hôn điên đảo, nhận trò cười từ mọi người. Hoàng Phủ Hòa Ngọc nhìn không được lại cho Hoàng Phủ Tịch một cái tát, đây không phải rõ ràng đang nói chính ngươi hay sao? Hoàng Phủ Tịch run lẩy bẩy. Hắn biết tối nay Hoàng Phủ Hòa Ngọc thực sự đã quyết tâm động thủ. Cha, con biết mình sai rồi. Thái độ nhận sai của Hoàng Phủ Tịch trước mặt Hoàng Phủ Hòa Ngọc khác xa so với Tịch thiếu điên cuồng hàng ngày trong mắt mọi người. Không ít người giật mình nhìn Hoàng Phủ Tịch, nhiều người còn cho rằng Hoàng Phủ Tịch sẽ ỷ lại cha mình để tranh cãi vài câu. Kết quả thật ngoài ý muốn. Hoàng Phủ Hòa Ngọc trừng mắt nhìn Hoàng Phủ Tịch, sau đó di về phía Hạ Bắc, cậu tên là gì? Hạ Bắc vội vàng trả lời, tôi tên là Hạ Bắc. Tiểu Bắc, tôi thực sự xin lỗi về việc này. Hoàng Phủ Hòa Ngọc nói, nuôi dạy con không tốt, đó là lỗi của người làm cha, là ta đối với tiểu tịch thiếu quản giáo. Nhiều người có mặt còn kinh ngạc hơn, bọn họ không ngờ rằng Hoàng Phủ Hòa Ngọc lại đích thân xin lỗi Hạ Bắc. Hạ Bắc cũng giật mình, một lúc lâu sau mới vội vàng xua tay, không, Hoàng Phủ Minh Chủ, không cần, Hạ Bắc có chút sững sờ. Lần này, Hoàng Phủ Tịch ngược lại rất thức thời, chủ động đi tới trước mặt Hạ Bắc, Hạ Bắc, thực xin lỗi, là tôi sai. Hùng Đại Lực và Viên Tiểu Dũng cảm thấy như đang nằm mơ. Hoàng Phủ Tịch cúi đầu xin lỗi, cả hai người đều âm thầm kích động, có câu nói này của Hoàng Phủ Tịch, mọi tin đồn thất thiệt bên ngoài sẽ chỉ còn là dĩ vãng. Hạ Tam thiếu gia không những không khoát nhục, ngược lại còn thu hoạch được vô số danh vọng.
Ngươi đứng sang một bên. Sau khi Hoàng Phủ Hòa Ngọc kêu Hoàng Phủ Tịch một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Bạch Phượng, trong mắt lóe lên đạo băng hàn, con cháu của Bạch gia, từ khi nào trở nên thịnh thế như vậy? Bạch Phượng sắc mặt tái nhợt, hốc mắt trở lên đỏ bừng, giọng nói run rẩy, tôi biết ta sai, thực xin lỗi, tôi sai rồi. Bạch Phượng nắm chặt góc áo hoảng sợ vô cùng, các ngươi suýt chút nữa đã phá hủy tiên đồ của Tiểu Bắc, liền chỉ nhẹ nhàng câu xin lỗi. Sở Trần nhẹ giọng nói, Trình các ngươi nên chuẩn bị kỹ càng một phần bồi thường cho Tiểu Bắc, cụ thể là cái gì thì nhìn thành ý của các ngươi. Bạch Phượng sắc mặt tái nhợt, Sở Trần không nói đến điều kiện bồi thường, so với trực tiếp đưa ra thì còn khó khăn hơn. Cô ta không biết mình phải bồi thường gì cho Hạ Bắc. Ta cũng có hứng thú muốn biết, Bạch gia sẽ xin lỗi với thành ý lớn như thế nào. Hoàng Phủ Hòa Ngọc lạnh nhạt nói, đương nhiên, con trai ta phạm sai lầm, nó cũng sẽ gánh tội này trên lưng, nhận lỗi trước Tiểu Bắc. Bạch Phượng và Bạch Hâm Vũ như sắp ngất đi, toàn thân đều phát run. Với những lời của Hoàng Phủ Hòa Ngọc, tiêu chuẩn xin lỗi của bọn họ thậm chí còn phải cao hơn. Mà lại, những gì xảy ra vào tối nay chắc chắn sẽ sớm lan truyền khắp Dương Thành, nếu những trưởng bối trong gia đình biết chuyện họ đã đắc tội Hoàng Phủ Hòa Ngọc và một thanh niên mà ngay cả Hoàng Phủ Hòa Ngọc cũng phải kính trọng, bọn họ không thể tưởng tượng được mình sẽ phải đối mặt với điều gì. Bạch Hâm Vũ như phản xạ có điều kiện liền khuỵu xuống khóc lóc nói, tôi xin lỗi, tôi sai rồi. Bạch Hâm Vũ cảm thấy toàn thân lạnh toát, Sở Trần đi tới, nhẹ nhàng lắc đầu, tôi còn chưa kêu cậu quỳ, nhưng cậu so với tôi còn gấp hơn, cậu có nhớ cái cá cược vừa nói không? Bạch Hâm Vũ sắc mặt tái nhợt run lên, thật xin lỗi, xin hãy tha cho tôi. Nhìn Bạch Hâm Vũ đầu gần như nằm trên mặt đất, trong mắt Sở Trần không giấu được vẻ khinh thường, thậm chí không nói một lời. Đối phương hẳn là đã nghĩ ra rất nhiều hậu quả, vì vậy hắn mới sợ hãi như thế này. Cái gì nên nói đã nói xong, cút ra. Sở Trần không muốn ở đây lãng phí quá nhiều thời gian, nhớ khi Phương Thức Lăn, cậu đã nói như thế, thế thì phải có chơi có chịu, ít nhất cậu vẫn là một nam nhân. Bạch Hâm Vũ toàn thân run rẩy, hối lâu, hắn ngẩng đầu lên, vẻ mặt cầu xin, tôi không thể cử động chân. Hoàng Phủ Hòa Ngọc trừng mắt nhìn Hoàng Phủ Tịch, kêu tất cả mọi người ở đây giải tán đi. Về nhà hết cho ta. Hoàng Phủ Tịch sững sờ, liên tục gật đầu. Hoàng Phủ Minh Chủ, tôi còn muốn nhờ ngài một chuyện nữa. Sở Trần nói, bởi vì bên ngoài đã có tin đồn về Tiểu Bắc, mà Hạ Gia cũng biết chuyện này, tối nay đã có không ít cuộc điện thoại từ người Hạ Gia gọi tới. Mọi người trên đường về, tiện thể đưa Tiểu Bắc về nhà được không? Hoàng Phủ Hòa Ngọc sảng khoái đồng ý. Hắn hiểu ý của Sở Trần, đồng thời, trong lòng Hoàng Phủ Hòa Ngọc, phân lượng của Hạ Bắc cũng nặng hơn mấy phần, bởi vì tất cả những gì Sở Trần làm tối nay đều là vì Hạ Bắc. Hạ Bắc vốn muốn từ chối, nhưng lại bị Sở Trần ngăn lại, coi như cho Tịch Thiếu một cơ hội xin lỗi đi. Hoàng Phủ Tịch cũng vội vàng gật đầu, lúc này, Hoàng Phủ Tịch Trần không thể rời khỏi nơi này ngay lập tức, cho dù hôm nay Sở Trần gọi được gia chủ Ninh ra tới, Hoàng Phủ Tịch cũng sẽ không khó chịu như bây giờ. Đứng bên cạnh hắn là cha của mình, hắn còn có thể làm gì? Ngoài việc cúi đầu nhận lỗi, nhịn đau bị đánh, hắn không còn sự lựa chọn nào khác. Hoàng Phủ Tịch mời Hạ Bắc lên xe của mình, Hoàng Phủ Hòa Ngọc cũng chào Sở Trần trước khi lái xe và rời đi. Hắn cũng phải về nhà một chuyến để giáo huấn thật tốt đứa con trai sẽ gây rắc rối này. Hùng Đại Lực và Viên Tiểu Dũng cũng lần lượt rời đi, những người xung quanh cũng dần tàn đi, có người thỉnh thoảng liếc nhìn Bạch Hâm Vũ đang quỳ trên mặt đất với vẻ mặt thương hại, vốn còn tưởng mình được trèo lên cành cao Hoàng Phủ gia tộc. Thật tình không biết, biến khéo thành vụng hiện tại rơi vào cái tình cảnh như vậy. Đi thôi, Tiểu Thu. Sở Trần nhìn Giang Ánh Đào, cười nhẹ gật đầu, sau đó mở cửa lên xe. Nhìn xe của Sở Trần biến mất ở phía xa, Giang Ánh Đào không khỏi trầm tư. Sở chờ người này, thật sự chỉ là một cái ở rể thiền thành tống ra sao? Cô không đoán ra được. Đầu tiên, có thể để làm cho Ninh ra ra tay vì hắn vậy, buổi tối hôm nay. Còn khiến cho Hoàng Phủ Hòa Ngọc đánh con trai tơi bời. Quản lý Giang cảm thán, hai nhà này đều là thiên nam siêu cấp thế gia, vậy mà cả hai đều bán cho Sở Trần mặt mũi. Nhất là đêm nay, Hoàng Phủ Tịch mặc dù phạm sai lầm, nhưng Hoàng Phủ Hòa Ngọc lại ngay trước mặt của nhiều người như vậy giáo huấn hắn. Ý tứ của Hoàng Phủ Hòa Ngọc, vừa rồi có thể không bận tâm mặt mũi của Hoàng Phủ Tịch, nhưng tuyệt phải cho Sở Trần mặt mũi. Xem ra, vị Sở Trần này, cần giao hảo nhiều một chút. Giang Ánh Đào tự nói một tiếng, quản lý Giang, ông đi điều tra một chút tư liệu của Sở Trần. Dương Thành hạ ra, cửa biệt thự, ánh đèn sáng choang.
Mặt mũi Hạ Cao Sách tràn đầy âm trầm đứng tại cổng, nhìn chằm chằm phía trước. Trong vòng một đêm, danh tiếng của Hạ gia Tam thiếu gia đã lan truyền khắp Dương Thành, trở thành đối tượng bị chế giễu, nhạo báng, đây quả thực là sự hổ thẹn cho Hạ gia. Hạ gia tại Dương Thành mặc dù không tính là siêu cấp gia tộc, thế nhưng cũng thuộc hàng nhất lưu. Hạ gia liên tiếp cho người gọi điện thoại cho Hạ Bắc để kêu hắn về nhà, ai biết, Hạ Bắc cuối cùng đã tắt máy. Khi Hạ Vọng Giang đang tức giận thì điện thoại của Hạ Bắc đột nhiên được kết nối, Hạ Cao Sách trực tiếp hỏi vị trí của Hạ Bắc, ngay khi Hạ Bắc nói rằng hắn đang trên đường về nhà, Hạ Cao Sách đã cúp điện thoại và xin mũ đứng đợi ở cửa, chờ Hạ Bắc trở về. Xa xa, đèn pha hướng về phía này chiếu tới. Xe chậm chậm giảm tốc độ, Hạ Cao Sách cười lạnh nhìn chằm chằm. Thứ mất mặt xấu hổ, vậy mà cuối cùng cũng dám về nha. Xe càng ngày càng gần, lông mày Hạ Cao Sách chợt nhăn lại. Chiếc xe này trước nay hắn chưa từng gặp qua. Đó không phải là xe của Hạ Bắc. Tuy nhiên, chiếc xe lại từ từ dừng trước cửa nhà họ Hạ. Cửa xe mở ra, Hạ Bắc đẩy cửa bước xuống xe, anh hai. Đừng gọi tôi là anh hai, tôi khôn có người em trai như cậu. Hạ Cao Sách lạnh lùng cắt ngang lời nói của Hạ Bắc. Cha cùng mấy vị thúc bá đều đang chờ cậu ở đại sảnh đấy. Nghe đến đây, trong lòng Hạ Bắc không khỏi nhói lên. Đội hình này rõ ràng là muốn trừng phạt hắn thật nặng. Nhưng, một bên khác cửa xe đã mở ra. Hoàng Phủ Hòa Ngọc bước ra khoảnh khắc Hạ Cao Sách nhìn thấy Hoàng Phủ Hòa Ngọc, trái tim của anh ta như bị giáng một đòn chí mạng, toàn thân giật mình dữ dội, hai mắt mở to, môi khe run rẩy, Hoàng Phủ Minh Chu. Vào lúc này, một ý niệm hiện lên trong đầu Hạ Cao Sách. Thì ra Hạ Bắc không tự quay lại, mà bị Hoàng Phủ Hòa Ngọc bắt trở về. Sắc mặt Hạ Cao Sách vô cùng tái nhợt, Hạ Bắc không chỉ làm mất mặt, mà còn gây rắc rối. Ngay cả Hoàng Phủ Hòa Ngọc cũng kinh động tới. Anh ấy là anh hai của tôi, Hạ Cao Sách. Hạ Bắc nói, Hạ Cao Sách định thần lại, bước nhanh tới. Hoàng Phủ Minh Chủ chúng tôi đều đã nhận thức được lỗi lầm mà Hạ Bắc đã gây ra. Cha tôi cùng các vị thúc bá trong gia đình đang chờ nó trở về để trừng phạt. Chúng tôi nhất định sẽ cho Hoàng Phủ Minh Chủ một cái bàn giao thỏa mãn. Hoàng Phủ Hòa Ngọc kinh ngạc, lập tức cười lắc đầu, phải là ta cho Tiểu Bắc một câu trả lời mới đúng, đi thôi. Hạ Cao Sách nhìn nụ cười của Hoàng Phủ Hòa Ngọc, trong lòng dâng lên một cảm giác âm trầm, Hoàng Phủ Tịch cũng đô xe xong, đẩy cửa đi ra ngoài. Tịch thiếu, Hạ Cao Sách cũng nhận ra Hoàng Phủ Tịch, trong vòng tròn của thế hệ trẻ ở Dương Thành, Hoàng Phủ Tịch ở tầng cao nhất, rất nhiều người chèn phá đầu cũng muốn tiến vào vòng này. Trong đó có Hạ Cao Sách. Vào lúc này, nhịp tim của Hạ Cao Sách đã tăng lên đến cực điểm. Một nhóm người bước vào Hạ gia, đi thẳng vào đại sảnh. Đèn trong đại sảnh sáng choang, Hạ Vọng Giang nghe thay tiếng bước chân, ngẩng đầu lên, vẻ mặt biến đổi, đột nhiên đứng lên. Những người còn lại trong Hạ gia cũng nhìn thấy Hoàng Phủ Hòa Ngọc đang sải bước tới, trong lòng nhao nhao trầm xuống. Hoàng Phủ Minh Chủ, Hạ Vọng Giang nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng, bước ra ngoài chào hỏi. Hạ lão đệ, Hoàng Phủ Hòa Ngọc khi còn cách 10 mét đã cười hô một tiếng, bước nhanh tới, đồng thời còn chủ động đưa tay ra Hạ Vọng Giang sững sờ. Ông ta đã gặp phơ Hoàng Phủ Hòa Ngọc vài lần, đôi bên không tính là quen nhau lắm, trước đây Hoàng Phủ Hòa Ngọc đều gọi hắn là Hạ Tiên Sinh, nhưng hôm nay gọi thẳng một câu Hạ lão đệ, sự thân mật này khiến Hạ Cao Sách có chút hoảng sợ. Sau khi Hạ Cao Sách bắt tay với Hoàng Phủ Hòa Ngọc, vẫn còn cảm giác nằm mơ, nhưng với Hạ Cao Sách, giấc mơ này dường như mới chỉ mới bắt đầu, sau đó Hoàng Phủ Hòa Ngọc đã yêu cầu Hoàng Phủ Tịch đến trước mà Hạ Vọng Giang để xin lỗi, sau đó còn đề cập về việc xin lỗi Hạ Bắc, sau cuộc trò chuyện ấm áp, Hoàng Phủ Hòa Ngọc không ở lại quá lâu, mang theo Hoàng Phủ Tịch rời khỏi Hạ gia. Hạ Vọng Giang vẫn đứng ở cửa đại sảnh, trong gió có chút mông lung. Hoàng Phủ Hòa Ngọc không đến Hạ gia để hỏi tội họ mà ngược lại, bọn họ đưa Hạ Bắc về nhà để đưa Hoàng Phủ Tịch đến xin lỗi. Phần thành tâm này khiến người khó có thể tin, Hạ Vọng Giang cũng ngẩn ra, đây giống như đang mơ, nhóm thúc bá của Hạ gia lúc này cũng nhìn nhau, trợn mắt hốc mồm. Hạ Bắc đứng ở trong đại sảnh, thận trọng hô một tiếng, cha con về rồi. Hạ Vọng Giang định thần lại, nhìn Hạ Bắc, Tiểu Bắc, đây là chuyện gì? Tệ ý sao Hoàng Phu Minh Chủ lại quay lại với con, con.xin lỗi. Thành thật mà nói, con cũng không biết tại sao Hoàng Phủ Minh Chủ lại xin lỗi. Hạ Bắc nói, Trần Ca gọi ông ta đến, sau đó ông ấy liền xin lỗi. Bản thân Hạ Bắc cũng không hiểu ra sao. Vì Sở Trần, mặc dù Hạ Bắc không giải thích được lý do cụ thể, nhưng nhà họ Hạ đều hiểu rõ mấu chốt trong đó. Vẻ mặt Hạ Vọng Giang không thể tin được,
thời điểm lần đầu tiên nghe đến cái tên Sở Trần, chính là lúc Hạ Bắc muốn dùng thế lực của nhà họ Hạ để hợp lực giúp Tống gia quần ẩu với Hoàng gia tại Thiền Thành, nhưng lúc đó Vọng Giang đã từ chối. Lần thứ hai, sau khi Sở Trần danh chấn Thiền Thành, anh ta bị Liên Minh Tông Sư Cửu Thành bao vây trước nhà hát kịch Hải Tâm Sa, khó đó Hạ Bắc lại lần nữa cầu viện, lần đó, Hạ Vọng Giang đã đồng ý. Nhưng mà, lần này, nội tâm của Hạ Vọng Giang đã tràn ngập xung kích, giống như rời sông lấp biển. Ngay cả Hoàng Phủ Minh Chủ cũng muốn cho Sở Trần thể diện. Đây vẫn là một tên ở rể bình thường sao? Rất lâu sau, lại và nhìn Hạ Bác, Tiêu Bác, người bạn lần này mà con kết giao, thật không đơn giản. Hạ Bác cười một tiếng, cảm giác tự hào tự nhiên dâng lên, cha, cha còn không biết đâu, tối nay bọn con đã bị hơn 100 người vây quanh anh, Trần ca một mình bước tới, tát một bà tai vào Hoàng Phủ Tịch. Hơn 100 người vây các ngươi, con ngươi Hạ Vọng Giang co rụt lại. Hạ bà kể lại sự tình, một năm một mười nói ra mọi việc ở cửa quán ba. Vẻ mặt của Hạ Vọng ra ngâm trầm, từ miêu tả của Hạ Bắc, có thể cảm thụ rõ ràng, Hoàng Phủ Tịch hoàn toàn không để Hạ ra vào mắt, thậm chí còn muốn dồn Hạ Bắc vào chỗ chết. Thật may là có Trần ca, khuôn mặt Hạ Bắc nở một nụ cười chân thành và tự hào. Vẻ mặt Hạ Vọng Giang phức tạp thở dài, Tiểu Bắc, thực xin lỗi con. Tiểu Bắc sững sờ, chuyện này vốn là lộ ra cổ quái. Con vô duyên vô cớ bị người ta trêu rùa một phen, ta chẳng những không có thay con ra mặt, còn trực tiếp trách cứ con. Hạ Vọng Giang áy náy, con nói đúng, may mắn có Sở Trần. Hạ Vọng Giang không dám tưởng tượng, nếu đêm nay Sở Trần không ở đó, Hạ Bắc đối mặt với Hoàng Phủ Tịch, sẽ ra hậu quả gì cha, hãy trách con, là con chủ quan, mới bị người ta lừa gạt. Hạ Bắc nhếch miệng cười to một tiếng, trong lòng mừng rỡ, đây là lần đầu tiên cha mình xin lỗi mình. Điều hắn muốn không phải là lời xin lỗi của cha hắn, mà là thái độ của ông ấy. Không sao cả, mọi chuyện đã kết thúc. Từ Ninh gia đến Hoàng Phủ Hộ Ngọc, có thể thấy kẻ ngốc Sở Trần này rất không bình thường. Một vị hạ gia thúc phụ mở miệng, Tiểu Bắc, con cần phải làm kết giao tốt với Sở Trần, tốt hơn hết là kết thân với cậu ta. Hạ Bắc cau mày, hắn ghét người khác trói buộc mối quan hệ của mình và Sở Trần bằng lợi ích. Thời điểm hắn nhận định Sở Trần là bạn của mình. Sở Trần còn không có thể hiện ra năng lực lớn như thế, trái lại, Sở Trần cùng hắn kết giao bằng hữu, cũng không có tâm tính ôm lấy lợi ích. Web đọc nhanh tại Trung Chuyên VN. Tuy nhiên, Hạ Bắc ngược lại không có chống đối, tuy Hạ Vọng Giang là gia chủ Hạ gia, nhưng rất nhiều sản nghiệp của nhà họ Hạ đều nằm trong tay các vị thúc bá, địa vị của bọn họ trong gia tộc vô cùng quan trọng. Hạ Cao Sách vẫn đứng ở cửa đại sành, giờ phút này nhìn Hạ Bắc với ánh mắt phức tạp, bất giác siết chặt tay. Từ lâu anh ta vốn khinh thường đứa em trai sụ ốt ngày không ra gì này, cảm thấy hắn đã hủy hoại thanh danh nhà họ Hạ, sự việc tối nay đột ngột đảo ngược, cha hắn nhận sai, mấy người chú hiện đang vây quanh Hạ Bắc, còn có chút nịnh nọt, ý tứ muốn dựa vào Tiểu Bắc để bám vào Hoàng Phủ gia tộc hay thậm chí là Ninh gia. Tràng cảnh này khiến Hạ Cao Sách có chút không thể chấp nhận được. Hắn chẳng qua gặp vận may mà thôi, vẻ mặt Hạ Vọng Giang không thể tin được, thời điểm lần đầu tiên nghe đến cái tên Sở Trần. Chính là lúc Hạ Bắc muốn dùng thế lực của nhà họ Hạ để hợp lực giúp Tống gia quần ẩu với Hoàng gia tại Thiền Thành, nhưng lúc đó Vọng Giang đã từ chối. Lần thứ hai, sau khi Sở Trần danh chấn Thiền Thành, anh ta bị Liên Minh Tông Sư Cửu Thành bao vây trước nhà hát kịch Hải Tâm Sa, khó đó Bắc lại lần nữa cầu viện, lần đó, Hạ Vọng Giang đã đồng ý. Nhưng mà, lần này, nội tâm của Hạ Vọng Giang đã tràn ngập xung kích, giống như rời sông lấp biển. Ngay cả Hoàng Phủ Minh Chủ cũng muốn cho Sở Trần thể diện. Đây vẫn là một tên ở rể bình thường sao? Rất lâu sau, lại và nhìn Hạ Bác, Tiêu Bác, người bạn lần này mà con kết giao, thật không đơn giản. Hạ Bác cười một tiếng, cảm giác tự hào tự nhiên dâng lên, cha, cha còn không biết đâu, tối nay bọn con đã bị hơn 100 người vây quanh anh, Trần ca một mình bước tới, tát một bà tai vào Hoàng Phủ Tịch. Hơn 100 người vây các ngươi, con ngươi Hạ Vọng Giang co rụt lại. Hạ bà kể lại sự tình, một năm một mười nói ra mọi việc ở cửa quán ba. Vẻ mặt của Hạ Vọng ra ngâm trầm, từ miêu tả của Hạ Bắc, có thể cảm thụ rõ ràng, Hoàng Phủ thì hoàn toàn không để Hạ ra vào mắt, thậm chí còn muốn dồn Hạ Bắc vào chỗ chết. Thật may là có Trần ca, khuôn mặt Hạ Bắc nở một nụ cười chân thành và tự hào. Vẻ mặt Hạ Vọng Giang phức tạp thở dài, Tiểu Bắc, thực xin lỗi con. Tiểu Bắc sững sờ, chuyện này vốn là lộ ra cổ quái. Con vô duyên vô cớ bị người ta trêu rùa một phen, ta chẳng những không có thay con ra mặt, còn trực tiếp trách cứ con. Hạ Vọng Giang áy náy,
Con nói đúng, may mắn có Sở Trần. Hạ Vọng Giang không dám tưởng tượng, nếu đêm nay Sở Trần không ở đó, Hạ Bắc đối mặt với Hoàng Phủ Tịch, sẽ ra hậu quả gì cha, hãy trách con, là con chủ quan, mới bị người ta lừa gạt. Hạ Bắc nhếch miệng cười to một tiếng, trong lòng mừng rỡ, đây là lần đầu tiên cha mình xin lỗi mình, điều hắn muốn không phải là lời xin lỗi của cha hắn, mà là thái độ của ông ấy. Không sao cả, mọi chuyện đã kết thúc, từ Ninh gia đến Hoàng Phủ Hộ Ngọc, có thể thấy kẻ ngốc Sở Trần này rất không bình thường. Một vị hạ gia thúc phụ mở miệng, tiểu Bắc, con cần phải làm kết giao tốt với Sở Trần, tốt hơn hết là kết thân với cậu ta. Hạ Bắc cau mày, hắn ghét người khác trói buộc mối quan hệ của mình và Sở Trần bằng lợi ích. Thời điểm hắn nhận định Sở Trần là bạn của mình, Sở Trần còn không có thể hiện ra năng lực lớn như thế, trái lại, Sở Trần cùng hắn kết giao bằng hữu cũng không có tâm tính ôm lấy lợi ích. Tuy nhiên, Hạ Bắc ngược lại không có chống đối, tuy Hạ Vọng Giang là gia chủ Hạ gia, nhưng rất nhiều sản nghiệp của nhà họ Hạ đều nằm trong tay các vị thúc bá, địa vị của bọn họ trong gia tộc vô cùng quan trọng. Hạ Cao Sách vẫn đứng ở cửa đại sảnh, giờ phút này nhìn Hạ Bắc với ánh mắt phức tạp, bất giác siết chặt tay. Từ lâu anh ta vốn khinh thường đứa em trai sụ ốt ngày không ra gì này, cảm thấy hắn đã hủy hoại thanh danh nhà họ Hạ, sự việc tối nay đột ngột đảo ngược, cha hắn nhận sai, mấy người chú hiện đang vây quanh Hạ Bắc, còn có chút nịnh nọt, ý tứ muốn dựa vào tiểu Bắc để bám vào Hoàng Phủ gia tộc hay thậm chí là Ninh gia. Tràng cảnh này khiến Hạ Cao Sách có chút không thể chấp nhận được. Hắn chẳng qua gặp vận may mà thôi. Hạ Cao Sách nghiến răng, quay người bước đi, đồng thời cũng một mực ghi nhớ một cái tên Sở Trần. Tất cập những chuyển biến của Hạ Bắc đều liên quan đến cái tên Sở Trần này. Sự việc Hoàng Phủ Tịch Ngũ Hứa Ngạ Bắc xin lỗi đã bắt đầu nóng lên ở Dương Thành, lúc này, Tống Thu và Sở Trần đã trở về Thiền Thành. Khi còn cách biệt thự nhà họ Tống chưa đến 2 cây số, xe từ từ giảm tốc độ. Tại sao lại kẹt xe rồi? Tống Thu nhíu mày, con đường này bình thường vào giờ cao điểm cũng không kẹt xe, chẳng lẽ phía trước có tai nạn giao thông sao? Sở Trần ngẩng đầu nhìn. Mấy phút sau liền nhìn thấy một chiếc xe cảnh sát đậu bên đường với đèn nhấp nháy. Kiểm tra xe, thậm chí kiểm tra mỗi một xe đi qua. Sở Trần khẽ nhướng mày, sau đó nói, tiểu thu, ngươi không phải nói hôm nay đã xảy ra chuyện quái sao. Tống Thu cũng có phản ứng, lúc này mới buột miệng nói ra, ban ngày em cũng gặp phải một vụ kiểm tra ô tô, hơn nữa, chỉ kiểm tra chứng minh thư, chẳng lẽ là bắt đào phạm. Ai biết được, Sở Trần nhắm mắt dưỡng thần. 10 phút sau. Xe của Tống Thu chậm rãi chạy tới, đồng thời mở cửa kính. Tống Thu duỗi tay ra, cầm trong tay giấy phép lái xe, bằng lái xe, lái phụ, hành khách ngồi cùng, xin mời xuất trình thẻ căn cước. Sở Trần mở mắt và lắc đầu, tôi xin lỗi, tôi không mang nó theo. Cố Sơn, anh ấy là anh rể của tôi, Sở Trần. Tống Thu cũng nhận biết người cảnh sát giao thông này, nghiêm túc nói, chúng tôi còn 2 cây số nữa là tới nhà rồi. Cố Sơn liếc nhìn Sở Trần. Nếu anh không mang theo thẻ căn cước trên người, anh có thể sử dụng thẻ căn cước điện tử, yên tâm, tôi chỉ kiểm tra theo quy định. Thẻ căn cước điện tử, Sở Trần nhíu mày nói, tôi thực sự không có. Vừa mới xuống núi liền bị Chan Hon Phù phong ấn 5 năm, khoảng thời gian từ đó đến nay, đừng nói thẻ căn cước điện tử, ngay cả thẻ căn cước của mình, từ trước tới nay Sở Trần cũng chưa từng gặp qua. Như vậy đi, Cố Sơn suy nghĩ một chút nói, dù sao cũng cách nhà anh không còn xa. Có thể để người nhà mang thẻ căn cước tới. Nghe đến đây, Tống Thu không khỏi nhíu mày, cây thật sự chưa bao giờ gặp phải tình huống như vậy. Ngồi xe mà không có thẻ căn cước có vi phạm pháp luật không? Tống Thu hỏi, Thu thiếu, đừng tức giận. Cố Sơn vội vàng cười khổ nói, tối nay chúng tôi nhận được lệnh là kiểm tra mọi chiếc xe đi qua ngã tư này. Cậu nhìn xem, mọi chiếc xe không phải đều được kiểm tra cẩn thận sao? Bình thường mà nói, coi như không mang thẻ căn cước trên người. Điện thoại cũng sẽ có thẻ căn cước điện tử, cái này. Cố Sơn lại nhìn Sở Trần một chút, tình huống này, ta cũng rất khó khăn a. Tống Thu muốn nói gì đó, nhưng Sở Trần đã ngăn lại, được rồi, dù sao cũng không xa lắm, để Nhan Nhan đi một chuyến. Tống Thu gật đầu bất đắc dĩ, lúc nãy Sở Trần đã gọi cho Tống Nhan. Xe đậu ở ven đường, trong lúc chờ đợi, Tống Thu dứt khoát tắt máy xuống xe, cậu để ý thấy mỗi chiếc xe chạy qua quả thực đều đã bị kiểm tra. Không có chút sơ sót. Em còn tưởng rằng Cố Sơn này là cố ý nhằm vào mình. Tống Thu nói, xem ra thật sự đã xảy ra chuyện. Sở Trần gật gật đầu, tò mò nhìn về phía những chiếc xe đi qua. Không bao lâu, Tống Nhan đã mang thẻ căn cước tới. Xin chào,
đây là thẻ căn cước của Sở Trần. Tống Nhan đưa thẻ căn cước cho Cố Sơn, người này cầm lấy rồi lại liếc nhìn Sở Trần. Tống Thu cũng tò mò rời đi khuôn mặt, cậu cũng chưa từng nhìn thấy thẻ căn cước của Sở Trần, nhìn lướt qua địa chỉ trên đó, Tống Thu không khỏi sững sờ. Tống Thu năm nay mới 13 tuổi, 5 năm trước, không có cảm giác lớn với nơi Sở Trần đến, thậm chí còn không có để ý Sở Trần đến từ đâu. Đương nhiên, trong thâm tâm cậu luôn ôm ý định bài xích ông anh rể khờ khạo này. Tối nay là lần đầu tiên cậu nhìn thấy thẻ căn cước của Sở Trần, địa chỉ trên đó khiến Tống Thu sững sờ. Anh rể cậu đến từ một ngôi làng nhỏ cách không xa núi Hoàng Sơn của tỉnh An Huy. Lúc trước anh rể làm như thế nào lại đi vào thiền thành, còn bị chị ba đụng, 5 năm trôi qua, người nhà anh rể tại sao đều không tìm đến anh ấy. Vào lúc này, hàng loạt dấu chấm hỏi hiện lên trong đầu Tống Thu. Không nghĩ ra, sau khi kiểm tra thẻ căn cước của Sở Trần, Cố Sơn trả lại thẻ căn cước cho Sở Trần và mỉm cười, xin lỗi vì sự chậm trễ, các anh có thể rời đi. Đi thôi, Sở Trần cất thẻ căn cước đi, liếc nhìn Cố Sơn, không nói thêm gì. Đọc truyện chuẩn không quảng cáo tumtayuyen.vn. Sau khi Tống Nhan lên xe, Tống Thu liền lái xe rời đi. Có lẽ trong hai ngày qua thật sự đã xảy ra chuyện gờ đo. Tống thơ é xe một cái, lẩm bẩm một minh, dừng lại, Sở Trần nói. Sau khi Tống Thu tấp vào dừng xe, Sở Trần quay đầu lại cười, bà xã à, em lái xe đi. Còn em thì sao? Tống Thu buột miệng hỏi. Quay lại xem, bọn họ khi nào tan tầm? Sở Trần nói. Tống Nhan giật mình, anh hoài nghi bọn họ cố tình nhắm vào chúng ta. Nhưng em thấy vừa rồi bọn họ rất nghiêm túc, kiểm tra mọi chiếc xe chạy qua. Tống Thu thắc mắc, đôi khi nếu không làm kỹ càng, rất dễ bị đàm tiếu. Sở Trần cười nói. Có rất nhiều người ở thiền thành nhận ta đến tận xương tủy, có lẽ có người muốn tra rõ lai lịch của ta, chẳng hạn như thủ đoạn tối nay, thần không biết quỷ không hay, việc nắm giữ thông tin thẻ căn cước của ta, đối với Cố Sơn, hắn cũng chỉ là thi hành chấp pháp bình thường, nhưng lại thuận tiện bán một cái nhân tình, cớ sao không làm. Đồng tử của Tống Thu co rút lại, làm thế nào để chứng minh được bọn họ cố ý nhằm vào anh rể. Trong vòng nửa giờ, bọn họ sẽ rút đội, ta có 8 thành khẳng định. Bọn họ là cố ý nhằm vào ta, test ca chỉ là để tra lai lịch của ta. Sở Trần nói, vậy nếu sau nửa giờ bọn họ không thu đội thì sao? Tống Thu hỏi, ta không nghi ngờ phán đoán của mình. Sở Trần nghiêm túc trả lời. Sau khi Tống Thu xuống xe, cậu nhìn xe lái đi. Hồi lâu, Tống Thu, vậy ta ở lại quan sát có ý nghĩa gì? Tống Thu đột nhiên ngẩng đầu lên, sắc mặt tối sầm lại. Cậu hiểu rằng Sở Trần chỉ muốn cậu xuống xe. Lúc này, Tống Thu có điều trong lòng không biết nên nói hay không. Sau khi Sở Trần trở về biệt thự, hắn liền đi tắm rửa, khi hắn đi ra thì Tống Nhan đã pha một ấm trà. Bà xã thật tốt, Sở Trần đi tới, ngồi xuống. Tống Nhan liếc hắn một cái, không nhịn được hỏi, anh có chắc là có người thực sự muốn kiểm tra thông tin của anh không? Bất cứ trụ yện kỳ lạ sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện. Sở Trần nhấp một ngụm trà, liên tục tán thưởng vài lần, tiếp tục nói. Anh trêu chọc nhiều người như vậy, người khác điều tra anh cũng là chuyện hết sức bình thường. Tống Nhan liếc nhìn Sở Trần, tên ngốc này còn biết mình đắc tội nhiều người. Bắt đầu từ bữa tiệc tối sinh nhật thứ 23 của Tống Nhan, trong khoảng thời gian này, Sở Trần một đường quét ngang các đại thế gia tại Thiền Thành, thậm chí cả thế lực của Dương Thành cũng bị ảnh hưởng. Sau một đợt này, đã xuất hiện vô số kẻ thù nhưng điều khiến Tống Nhan kinh ngạc, Sở Trần chưa từng thua thiệt qua. 5 năm trước, Trương đạo mũ trưởng nói rằng Sở Trần có đờ mang lại vận khí cho nhà họ Tống, bây giờ Tống Nhan cảm thấy, sau 5 năm, Sở Trần vẫn sẽ là khí vận chi tử. Anh không lo lắng chút nào sao? Tống Nhan thận trọng hỏi, thẻ căn cước của anh, thời điểm lúc Tống Nhan đụng chung Sở Trần, cô không nhìn thấy thẻ căn cước của Sở Trần đâu, vì để cùng Sở Trần kết hôn, thẻ căn cước của Sở Trần vẫn là do Tống gia động một chút quan hệ đẻ ngụy tạo. Ngay cả Tống Thu cũng không biết về chuyện này. Lúc trước, không ai nghĩ sẽ có người thăm dò một tên ở rể cua Tống gia. Nhưng bây giờ mọi chuyện đã mũ khác, con rể nhà họ Tống đã trở thành một trong những cái tên chói mắt nhất của Thiền Thành, khó tránh khỏi bị mọi người nhớ tới. Lo lắng cũng vô ích, Sở Trần nói, chúng ta không biết ai đứng đằng sau điều tra thông tin anh, chúng ta cũng không biết ý đồ của đối phương là gì, chờ đến lúc đối phương ta tay, chúng ta sẽ ứng đối. Thẻ căn cước của anh bị mất rồi sao? Tống Nhan hỏi. Sao anh không đi lay một tam thẻ căn cước trước khi họ tìm hiểu được lai lịch của anh? Sở Trần khẽ giật mình. Trước giờ,
hắn thực sự chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề về thẻ căn cước của mình, hắn biết rõ ràng thân phận của mình là gì. Sở Trần từ nhỏ đã lớn lên ở Cửu Huyền Môn, thỉnh thoảng ra ngoài lịch luyện, loại vấn đề này đều có người thay hắn giải quyết. Khục, anh sẽ đi làm. Sở Trần đáp ứng, Tống Nhan nghe ra mấy phần qua loa, tò mò nhìn Sở Trần, anh rốt cuộc từ đâu tới. Sở Trần, kinh thành Sở gia. Sở Trần nghiêm túc trả lời. Tống Nhan trợn mắt nhìn Sở Trần. Câu trả lời này không phải là lần đầu tiên Sở Trần nói ra, bản thân Tống Nhan cũng chú ý tới, cũng đã đi hỏi thăm, nhưng ở kinh thành, không có danh môn vọng tộc nào họ Sở cả, thậm chí các gia tộc công ty trong giới kinh doanh có thực lực tương đối ở kinh thành, Tống Nhan cũng chú ý, mặc dù có người họ Sở, nhưng sau khi phân tích, không ai liên quan đến Sở Trần. Tống Thu gọi điện thoại tới, đội của Cố Sơn đã thu đội tan tầm. Một giờ, Sở Trần liếc mắt nhìn thời gian. Anh nghĩ thế nào? Tống Nhan hỏi, Tiểu Thu đã biết đáp án. Sở Trần cười nói, hắn trốn trong bóng tối quan sát, tuy rằng Cố Sơn sau một giờ mới thu đội, nhưng những lần kiểm tra sau đó hiển nhiên là buông lỏng, trên cơ bản chỉ làm bộ dáng mà thôi. Nếu bọn họ phát hiện ra thẻ căn cước của anh là giả, Tống Nhan lo lắng, bọn họ sẽ đối phó với anh như thế nào? Từ dược phẩm Bắc Trần đến Cửu Thành, đều lấy tên của anh. Sở Trần nhìn Tống Nhan nói, nói thật tấm thẻ căn cước này liền việc thuê phong trong ghi chép đều không có, ta cũng không nghĩ ra bọn họ có thể dùng để làm gì được. Đương nhiên bọn họ có đờ tiết lộ nó và nói rằng anh đã cố tình giả mạo thẻ căn cước, nhưng với mức xử phạt như thế thì chắc chắn không phải là kết quả họ muốn. Và dù bọn họ có đi vạch trần anh thì cũng không hẳn là vấn đề gì, vì thẻ căn cước này lúc đó là do cha sai người đi làm. Tống Nhan liên tục gật đầu, khi cô ấy nghe tới những lời cuối cùng của Sở Trần, cả người đều sững sờ. Ý anh ta là gì? Tên ngốc Sở Trần này muốn cha cô chịu trách nhiệm. Tống Nhan liếc nhìn Sở Trần lạnh giọng nói, anh đúng là con rể tốt. Bà xã à, anh có một câu hỏi em. Sở Trần đột nhiên có vẻ hứ na thú. Khi Tống Nhan hỏi, có vấn đề gì? Nếu anh và cha em cùng lúc gặp rắc rối, đồng thời chúng ta phải có một người đứng ra chịu trách nhiệm, thì em muốn ai đứng ra? Tống Nhan hiển nhiên không có nhiều hứng thú thảo luận vấn đề này với Sở Trần, vì vậy cô liếc nhìn Sở Trần một cái rồi trở về phòng. Cửa phòng đóng lại, nếu cả hai cùng xảy ra sự tình, Tống Nhan tự lẩm bẩm, nếu có một ngày như vậy, cô sẽ có câu trả lời cho riêng mình. Ngày hôm sau, hai người khách đồng thời đến nhà họ Tống, bọn họ gặp nhau ở cửa nhà họ Tống. Hoàng Phủ Hòa Ngọc và Hạ Bắc lịch sự để xe của Hoàng Phủ Hòa Ngọc đi vào trước. Tống Thiên Dương nghe tin liền vội vàng ra đón, sau khi Hoàng Phủ Hòa Ngọc đỗ xe thì tình cờ gặp Tống Thiên Dương đang đi ra. Hoàng Phủ mình chủ tới sớm, Sở Trần giờ này có lẽ còn chưa thức dậy, tôi sẽ cho người gọi cậu ấy qua đây. Tống Thiên Dương biết rõ ràng, Hoàng Phủ Hòa Ngọc đến Tống ra chỉ vì Sở Trần. Tống Thiên Dương cũng nghe nói chuyện xảy ra ở Dương Thành tối hôm qua, đồng thời vô cùng kinh hãi. Hoàng Phủ Hòa Ngọc coi trọng Sở Trần hơn ông ấy nghĩ. Không cần. Tôi đang tìm Tiểu Thu. Hoàng Phủ Hòa Ngọc vung tay lên. Khi Tống Thu vẻ mặt nghi hoặc nhìn qua, cậu trực tiếp bị Hoàng Phủ Hòa Ngọc khoác tay lên vai, đi, đi tới Mai Hoa Thung. Không nói lời nào, ông ta kéo Tống Thu đi về phía Mai Hoa Thung ở Hồ Tống. Hạ Bắc từ phía sau nhìn tới, cũng ngây ngốc một chút. Hoàng Phủ Hòa Ngọc đến nhà họ Tống một cách vội vàng, chỉ để luyện tập với Tống Thu trên Mai Hoa Thung. Đương nhiên, bọn họ không biết. Sở Trần đã đặt một mục tiêu tại Mai Hoa Thung cho Hoàng Phủ Hòa Ngọc. Chỉ khi hoàn thành nó mới có thể đạt được tiêu chuẩn mà Sở Trần yêu cầu, từ đó tiến tới luyện tập cửu hưởng quyền. Đối với Hoàng Phủ Hòa Ngọc, người đã luyện tập thất hưởng quyền mấy chục năm, sự cám dỗ của cửu hưởng quyền đối với ông ta giống như những đệ tử thiếu lâm tự bình thường trông thấy dịch cân kinh vậy. Sở Trần trong lòng của Hoàng Phủ Hòa Ngọc chính là lão tang quét rác tại thiếu lâm. Nơi xa truyền đến tiếng kêu gào đau đớn của Tống Thu. Lấy thực lực của hắn, trong hoàn cảnh bình thường, không thể bồi luyện với quyền sư siêu việt tông sứ, nhưng Hoàng Phủ Hòa Ngọc cần một người bạn để luyện tập, mà ông ta cũng biết mối quan hệ giữa Tống Thu và Sở Trần, cho nên cũng muốn huấn luyện tốt Tống Thu để lấy lòng Sở Trần. Thực lực của Tống Thu mỗi ngày một tiến bộ, vừa đau lại vừa hạnh phúc. Tổng Thiên Dương cảm thấy Hạ Bậc hôm nay có chút kỳ lạ, Hạ Bắc bình thường không nhịn được sẽ ngồi uống trà với hắn, hôm nay cậu ta đen không chỉ ngoi với hắn cả một buổi sáng mà còn nói rất nhiều về việc kinh doanh ở Thiên Thành. Qua một đêm, Hạ Bắc dự ầng mũ như đặc biệt quan tâm đến thế giới kinh doanh. Điều khiến Tống Thiên Dương ngạc nhiên hơn nữa, đó là mặc dù Hạ Bắc hiếm khi tiếp xúc với những thứ này, nhưng khi trò chuyện với Hạ Bắc,
Hạ Bác đã vô tình nói ra một số cái nhìn, điều này khiến Tống Thiên Dương cảm thấy một cảm giác mới. Tống Thiên Dương liếc nhìn Hạ Bác, trong lòng không khỏi thầm cảm thán, thật không hổ là con cháu hào môn, cho dù nhìn dáng vẻ chơi bời, nhưng bên trong lại tiềm tàng thiên phú tốt như vậy. Cha, Tiểu Bác, đến sớm. Sở Chan và Tống Nhan cùng nhau bước vào đại sảnh. Trần ca, Hạ Bác đột nhiên đứng lên, chào chị dâu. Sở Trần đi tới, liếc nhìn Hạ Bác, tinh thần không tệ nha. Em đã quyết định, Hạ Bác nghiêm túc nói, từ hôm nay trở đi, em sẽ chăm chỉ học tập, làm việc, sẽ bắt đầu từ dược phẩm Bắc Trần. Từ bắt đầu lúc bị lừa gạt đến thời điểm Sở Trần ngúp hắn chút giận, trải nghiệm này đối với Hạ Bác là quá lớn. Từ nhỏ đến lớn cậu đều nhàn rỗi không có việc gì làm, bởi vì trong nhà còn có hai người anh trai, hắn cảm thấy mình không cần phải tranh giành cái gì, làm một phú nhị đại thật tốt, như thế cũng đủ rồi. Nhưng tối hôm qua, Hạ Bác đã hiểu. Khi thực sự xảy ra chuyện, mình không đủ thực lực, sẽ để người ta tùy ý khi dễ. Ánh mắt Sở Trần bắt gặp ánh mắt Hạ Bác. Một lúc sau, Sở Trần khẽ mỉm cười, ngày hôm qua tôi gọi điện cho cậu, kỳ thực là tôi muốn nói bác Trần cần cậu qua hỗ trợ. Hạ Bác gật đầu lia lịa. Vừa vặn, bác Trần sẽ bắt đầu đi vào hoạt động vào thứ hai, hiện trong tay chúng ta đã nắm giữ dược phẩm Cưu Thành. Tống Nhan nói, mấy ngày này, chúng ta thực sự cần nhân lực. Nhất thiết phải đánh ra thị trường sản phẩm của Bắc Trần thật tốt. Cha tôi nói rằng Hạ gia sẽ đầu tư thêm một khoản tiền vào dược phẩm Bắc Trần. Hạ Bác nói, lúc này Hạ Ngôn Hoan cũng từ bên ngoài bưu ốc vào, tin tức đã được xác nhận, sản phẩm mà Tiền gia sắp đưa ra thị trường thực sự đã đụng hàng với chúng ta, thêm nữa Tiền gia đã bắt đầu chuẩn bị đầu tư cho quảng cáo các sản phẩm, đến lúc do mũ sản phẩm mới của chúng ta muốn đánh bại Tiền gia, chỉ sợ khó càng thêm khó. Điều này nhất định phải bàn bạc kỹ lưỡng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 18.